Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2018, chúng ta học tiếp phần lộ tục sinh. Lần trước đấy, khi mà nói về lộ tục sinh đó, thì sư cô có nói nhiều đến hai cái việc mà lần trước cũng có lặp lại rồi đó, là chúng ta nói về nghiệp và đồng thời đó là chúng ta nói đến cái lộ cận tử. Bởi vì sao? Vì hai cái đó là quyết định cho cái sự tái sanh. Đây là cái sát na tử đây. Tử thì liền đây đó là chúng ta có cái sát na sanh liền đây. Đây là sinh, hay còn gọi là tục sinh. Thì vậy đó, là sư cô nói lần trước, khi mà mình nói về cái tục sinh đó, mình lại nói nhiều về nghiệp. Nghiệp đây, là nó có nghiệp thiện đây, và nó có cái thiện trí đây. Và cái phần đỏ này, là cái phần thuộc về quế nhiễm, mà chúng ta gọi là tham đây. Đây là sân đây, đây là si đây. Do dòng chảy của nghiệp này cộng với lại cái lúc cận tử đây, đây là lộ cận tử đây. Trong lộ cận tử này đó, nó chỉ có 5 cái sát na ravana, tức là năm cái tâm động tốc trong cái giờ cận tử, thì nó giữa nghiệp này với cái này là nó quyết định cho cái sự tái sanh này. Đây chỗ này chuyển qua cho cái tái sanh. Cho nên chúng ta đó nhớ hai cái câu kinh Pháp Cú mà nó song đối nhau, là câu Pháp Cú thứ nhất và câu Pháp Cú thứ hai. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, nếu nói hay làm với ý không trong sạch. Tức là không trong sạch đây là tham sân si đây. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Nói như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả đó, nghiệp chúng ta đã khởi lên căn bản từ trong tâm ý, từ trong chúng ta suy nghĩ, từ trong những cái cảm xúc tình cảm, và chúng ta dùng cái suy nghĩ mình đó để mà, một là chúng ta soi rõ những cái cảm xúc tình cảm của mình, hai á là chúng ta đó là thuận theo cái cảm xúc tình cảm của mình, để rồi từ đấy đó, trong cái tâm thức của chúng ta nó có một cái dòng trong và nó có một cái dòng đục. Nếu những cảm xúc tình cảm đó là trong sáng, là lành mạnh và chúng ta thuận dòng theo nó thì cái pháp thiện và thiện trí của chúng ta khởi lên, còn không nó sẽ đi con đường ngược lại. Thì cái câu đó sẽ nói là đau khổ sẽ theo sau. Đây, đau khổ nằm trong tâm sân đây. Đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Và như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà cái đau khổ nó theo, và đây là cái quả bất thiện, thì cái quả này nó sẽ đưa đến tục sinh, là nó là quả bất thiện. Quả bất thiện này nó gộp lại thì chỉ có một tâm quả bất thiện đưa đi tái sanh thôi. Đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nó đưa tái sanh xuống gì? Xuống bốn cõi khổ. Hết sức rõ ràng. Tôi cố ôn lại cái chỗ này chút xíu. Cái khi mà các căn của mình đó tiếp xúc với các trần, tức là mắt mình thấy, tai mình nghe,
mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm. Cái lỗ ngũ này nè, khi nó phát sinh ra vậy thì nó đều có chữ xúc đi theo. Và khi cái xúc đi theo này đó, nó sẽ có một cái chữ nữa, ta gọi nó là cảm xúc. Cảm xúc này nằm trong thức. Khi thức phát sanh lên thì cũng có nghĩa là cảm xúc phát sanh lên. Khi cảm xúc phát sanh lên đó, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy là trong đó các cái thọ. Thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu hay là thọ xả. Như vậy cái cảm xúc này nó khởi lên, nó sẽ mang cái màu sắc của cảm thọ. Và cái màu sắc của cảm thọ này đó, thì thông thường đó, cái khổ, cái ưu thì chúng ta biết rồi. Cái xả thì phần lớn cái người mà có tu tập thì mới quan tâm tới cái này, còn bình thường ra không ai biết nó là cái gì cả. Nó xuất hiện là nó xuất hiện thôi, mình không thấy cái giá trị của nó khi nó xuất hiện ra sao. Còn cái hỷ lạc này nè, phần lớn khi mà người ta có pháp học và pháp hành đó, thì người ta mới có thể biết được cái hỷ lạc nào là nó là thiện và hỷ lạc nào nó là bất thiện. Cho nên thông thường những cái cảm thọ này nó khởi lên á, thì khi do cái xúc, tức là do mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng, vân vân, thì cái đó gọi là xúc. Thì những cái cảm thọ này, cảm thọ này nó sẽ khởi lên trong tâm. Và những cái cảm thọ này nó có cái đặc điểm đó là nó chi phối rất là mạnh. Mà thông thường ra đó là chúng ta nói cái này là hạnh phúc hay đau khổ. Thì cái pháp thế gian đó, nó đi trong cái cảm xúc đó. Và khi mà mình hiểu biết đó, mình tu tập đó, thì mình hiểu là cái cảm xúc này nè, khi nó khởi lên đó, nó chính là cái nghiệp cảm. Tại sao gọi nó là nghiệp cảm? Bởi vì tất cả những cái nghiệp xúc, những cái cảm xúc mà trong đó đó, những cái cảm thọ do cái sự tiếp xúc giữa các căn với các trần này đây đó, thì nó khởi lên những cái cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ xả đây đó, thì nó đã nằm trong cái dòng nghiệp có từ nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi. Và khi nó khởi lên như vậy đó, thì nó có một cái lực hút cực kỳ mạnh. Cái nghiệp cảm nó mạnh lắm. Ví dụ như thế này, mình đi trong một cái đám đông, thì mình cũng chào hỏi bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên mình thấy một cái người đó, mình có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và dẫu mình có đi tách đoàn ra, mình cũng nghĩ làm sao là một chút mình phải hỏi cái gì đó chẳng hạn. Thì giữa hai người đó, nó có cái nghiệp cảm nó thu hút nhau. Nó thu hút nhau về pháp thiện, nó cũng thu hút với nhau về pháp bất thiện. Bây giờ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mình ở chung trong một cái nhà, hoặc mình làm việc chung một cái nơi, thì cái nghiệp cảm này cũng rất là mạnh. Cho nên mình thường thường nói một cái câu thông thường như thế này, nhưng mà nó chứa cái nghiệp cảm. Mình sao thấy cái người đó cứ có cảm tình liền, càng nói chuyện càng thêm có cảm tình. Thì cái đó là nghiệp cảm dẫn mình đi trước. Vì sao vậy? Vì trong tiền kiếp đã từng gặp nhau và đã từng chia sẻ những cái điều tốt đẹp với nhau rồi. Bây giờ gặp lại, nó nghiệp cảm, nó một cái lực hút. Và như nhiều lần sư cô cũng đã có trình bày cho lớp nghe đó, là tất cả những cái nghiệp cảm của mình nó bao giờ nó cũng phải đan xen cái pháp thiện và pháp bất thiện với nhau, nó đan xen với nhau. Là vì sao? Vì mỗi một cái thời khắc đi qua đó, thì cái tâm của chúng ta ở trong những cái trạng thái mà pháp thiện và pháp bất thiện này nó xen nhau. Cho nên là khi nó khởi sanh lại trong cái đời sống chúng ta đó, thì nó đan xen nhau. Vì thầy cái này chưa? Cho nên đây là nhắc lại nữa nha. Tại vì những cái này đó là chúng ta phải lặp đi lặp lại thì cái việc tu tập chúng ta mới tốt. Là cái khi mình tu á, thì đây là cái pháp này nè. Nó đây là cái huệ nhãn của mình nè.
cái huệ nhãn này đó, trong cái từ của vi diệu pháp nó gọi là thiện trí. Và cái thiện trí này đó, thì cái trí này nó nằm trong trí tu, nó không phải nằm trong cái trí văn hoặc là trí từ, nó nằm trong trí tu. Thì khi nó soi sáng xuống thì nó có một cái nhìn toàn diện. Thiện hay bất thiện đều là cái đối tượng của huệ nhãn. Và cái này trong cái pháp hành đó, người ta gọi cái chỗ này nè, nó là chánh niệm. Và khi mình soi xuống mà mình ý thức rất là rõ ràng, à, không có chút che mờ nào hết, gọi là tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác nằm ở chỗ này, soi xuống. Thì khi mình soi xuống đây đó, thì tất cả những cái cảm xúc nó dâng trào trong tâm của mình, thương hay không thương, thích hay không thích, nhưng mà rõ ràng nó có một cái cảm xúc dâng lên, để mà nó tạo nên một cái hấp lực đối với nhau, hoặc là nó tạo nên một cái lực đẩy đối với nhau, thì cái đó nó gọi là cái nghiệp cảm. Và như vậy đó, khi mà mình có chánh niệm, à, thì mình nhìn biệt. Khi mình có tỉnh giác thì mình không có bị những cái nghiệp cảm này nó lôi đi. Còn không đó là chúng ta sẽ bị nghiệp cảm lôi đi. Chúng ta đi theo những cái cảm xúc của mình, chúng ta không có tỉnh táo được. Cái này thí dụ như bây giờ mình nói thế này, ở một cái khu phố mình mà xảy ra một cái vụ cháy, thí dụ nó cháy cái cột đèn đi chẳng hạn, cháy cái cột đèn đi, thì mình còn đủ bình tĩnh để mà mình nói là chết rồi, bây giờ phải vô mở tủ nè, à, lấy giấy tờ quan trọng nè, à, lấy tiền, lấy sổ nè, rồi chạy trước đi, à, rồi sau đó là coi có ôm được cái gì quan trọng thì ôm, còn không được thì thôi, là thoát thân cái đã. Đó là nó cháy cái cột đèn. Chứ nếu mà nó bắt đầu nó cháy lên cái nhà mình rồi đó, thì mình cũng nhớ mà không biết nó ở chỗ nào. Nó cứ lính quýnh. Mà cái người mà có thể lấy được á, là cái người nó có cái này. Tức là cái người mình gọi là cái người bình tĩnh, cái người sáng suốt. Cho nên cái lúc mà nguy cấp nhất, người ta vẫn có thể định tâm lại, và người ta biết rằng phải lấy cái này, nó nằm ở chỗ này, rồi ta thoát thân ra. Còn cái người mà bị những cái cảm xúc nè, thấy không, mà do những cái nghiệp cảm mà thuộc về xấu đó, thì nó chiêu cảm lại là người ta không biết làm gì cả. Có khi người ta ngã ra, người ta bất tỉnh luôn. Rồi để chi? Để người ta phải nhận tai họa. Còn cái người mà nó có cái sự sáng suốt này thì nó sẽ thoát được cái phần nào hay nhất, hoặc là thoát thân được, hoặc là còn có thể xử lý được một số cái mà mình cho là cần thiết. Ví dụ giờ ôm con chạy ra chẳng hạn, cứu mẹ già chạy ra chẳng hạn vậy. Thì cái đó phải cái người có cái này, có cái tỉnh táo này, có cái điềm đạm này, có cái sáng suốt này, à, để nhìn thấy đó, những cái bất thiện này nó đang khởi sanh lên, và nó như giông bão tới vậy, nhưng mình vẫn còn định tâm, vẫn còn sáng suốt để giải quyết vấn đề. Thì như vậy cái này trong cái đời sống hàng ngày đó, mà chúng ta đó áp dụng được, và chúng ta coi những cái nghiệp cảm mang tính chất cảm xúc này đó, nó là cái mà chúng ta phải xem xét, chứ không phải cái mà chúng ta theo nó để mà nó đẩy chúng ta đi tới. Nó đi tới cái gì? Phần lớn là nó đi tới những cái phần quế nhiễm ở trong tâm, nó được làm mạnh lên, kích thích mạnh lên, và nó làm cho những cái phần mà thuộc về thiện trí và thiện của chúng ta biến mất. Cho nên là chúng ta hiểu cái này để chi? Để mình hiểu rằng là tất cả nghiệp mình tạo ra, cái gốc nó nằm trong cái đầu này, gốc nằm trong tâm mình. Rồi từ đó nó mới đưa đến cái lời nói, từ đó nó mạnh mẽ hơn nữa, cũng từ trong cái ý nó mạnh mẽ hơn nữa, nó đi đến cái chuyện chúng ta xử lý, chúng ta ứng xử, chúng ta hành động, chúng ta tạo tác. Và cái đó chính là tạo nghiệp. Và như vậy tất cả những cái mà chúng ta tạo từ thiện hay là bất thiện đều nó trổ quả hết. Và tất cả những cái quả đó nó trổ thì như chúng ta đã nhìn thấy đây, đây pháp bất thiện trổ 7 cái quả bất thiện đây.
Pháp thiện trổ tám cái quả thiện vô nhân, quả yếu đây. Pháp thiện trổ tám cái quả thiện hữu nhân là những cái quả mạnh đây. Rồi khi chúng ta tu thiền định sắc giới, trổ quả thiền định sắc giới. Tu thiền định vô sắc giới, trổ quả thiền định vô sắc giới. Đây là cái đường luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đây. Thì tất cả chúng ta còn phải chịu cái nghiệp cảm này rất mạnh. Chịu rất mạnh. Và nếu như chúng ta không có soi sáng được nó thì nó sẽ làm thành cái dòng nghiệp mà nó chảy từ nhiều kiếp của chúng ta đây. Nó hình thành cái dòng nghiệp này mạnh mẽ hơn để cho đến cái giờ cận tử nó sẽ khởi sanh lên. Và chúng ta sẽ đi tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh mà nó nằm trong cái dòng nghiệp thiện hoặc bất thiện của chúng ta. Cho nên mình cứ tưởng là nghiệp ở đâu xa. Nghiệp ở trong tâm mình, trong cái suy nghĩ mình, trong những cái tình cảm cảm xúc của mình. Mà tình cảm cảm xúc đó mình không có kiểm soát được, mình không có soi sáng được. Và cái chánh niệm này, cái tỉnh giác này là một khả năng. Tất cả chúng ta sanh ra làm người ai cũng có. Đây, sở hữu niệm làm đây. Nhiều lần sư cô có chỉ cái gì đây, nó làm đây. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể để cho nó xuất hiện được hết. Trừ khi mà chúng ta bị những cái nghiệp cảm này quá mạnh, nó lôi cuốn, nó làm thành một cái lực để nó đẩy chúng ta đi, nó sai sử mình đi. Và như vậy là những cái pháp bất thiện này nè, đó là kiết sử thuộc về tham, kiết sử về sân, kiết sử về si. Nó nằm ở trong cái nghiệp cảm này để mà nó đẩy những cái cảm xúc chúng ta lên cao mà chúng ta đây không kiểm soát được. Và nên nhớ rằng khi những cái cảm xúc nó khởi lên chúng ta đều biết, nhưng mà mình không làm cho cái biết nó mạnh hơn lên vì mình không hiểu cái giá trị của nó. Bây giờ khi mình có học rồi, mình hiểu cái giá trị của nó. Bởi vì tất cả chúng ta đây khi mà chưa thành Phật đó, là bao giờ khi mà chúng ta các căn chúng ta tiếp xúc với các trần á, là nghiệp cảm khởi lên. Nó là những cái cảm xúc nó khởi lên liền, và cảm xúc đó chính là cái nghiệp cảm của chúng ta. Nó khởi lên liền, ai cũng bị hết, không có một người nào không bị. Nhưng chúng ta chỉ khác nhau ở cái chỗ đó, là cái lúc mà chúng ta bị rồi đó thì cái người nhận ra nhanh, người nhận ra chậm. Rồi nhận ra rồi đó mà chúng ta có làm cho cái sự nhận biết nó mạnh hơn để nó cắt được hay không. Và khi nó cắt được, nó cắt được lâu dài hay không, là chúng ta khác nhau ở một chút xíu đó, là do chúng ta có thường xuyên rèn luyện hay không. Nếu chúng ta thường xuyên rèn luyện thì chúng ta cắt nhanh và chúng ta giữ được lâu. Nhưng mà chúng ta đây làm người thì chúng ta đều có khả năng này. Và trong cái tu tập đó, chúng ta không có nói đến cái trình độ bằng cấp, mà chúng ta nói đến cái thiện căn. Tức là chúng ta nói đến cái thiện mà mình đã vun trồng từ nhiều kiếp. Mình nói cái thiện trí mình đã vun trồng từ nhiều kiếp, do mình có trí văn, do mình có trí tư và có trí tu. Còn không thì chúng ta có thiện, và cái trí văn, trí tư, trí tu chúng ta quá yếu, khác nhau ở chỗ đó. Cho nên một cái người tốt, người ta rất là tốt, nhưng mà chưa chắc là lúc nào người ta cũng tốt. Đang lúc người ta tốt, có ai đó thọc vô, có ai nói cái gì đó xiên xọ mà nói nghe có lý quá, thì người ta lập tức thay đổi đi. Bởi vì sao? Nó thiếu trí. Nó thiếu trí, nó thiếu sự sáng suốt. Cho nên là bị người này người kia đó thọc vô một cái là họ thay đổi liền. Từ sau đó mà họ có ân hận thì họ ân hận, chứ còn lúc đó thì họ không có thể nào họ làm khác hơn vì họ thiếu trí. Trí này không ai cho mình hết. Có người nói vậy. Trong ba cái trí đó chỉ cần trí tu thôi, còn trí văn với trí tư không cần. Mình nói vậy thì mình hiểu vậy. Cái người đó có thể gieo hạt giống giữa hư không.
nó không có đất, nó cũng không có nước, chỉ gieo giữa hư không thôi. Không thể nào mà chúng ta có thể hành thiền khi mà chúng ta thiếu cái gốc là tri văn và tri tự, không thể được. Và cũng nói thêm như thế này nè, cái thiện trí này nó không thể phát sanh lên khi chúng ta thiếu cái thiện này. Cho nên là cũng kinh Pháp Cú nói thế này, là cái việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, nó tích lũy cái thiện. Cái việc ác dù nhỏ mấy cũng không làm. Chúng ta cứ học kinh Pháp Cú đi, rồi đó là mình từ từ mình hiểu, mình mở lần ra. Nó không đơn giản như lúc đầu mà mình thấy đâu, mà khi mình hiểu đó, nó có một cái chiều sâu rất là sâu, và nó ảnh hưởng rất là tốt trong cái việc mà chúng ta đó tiếp nhận cái trí văn, cũng như chúng ta tiếp nhận cái trí tư, và cũng như khi chúng ta hành trì để chúng ta có một cái trí tuệ. Và tất cả chúng ta nên vui mừng là bởi vì khi chúng ta làm người thì cả ba cái này phần lớn chúng ta có hết. Cho nên là cái lúc mà cái chúng ta đây đó là không có biết cái gì giáo pháp, cũng không có quy y, không có gì hết á, nhưng mà tất cả những trải thái tâm của mình khởi lên là đều có thể thấy biết được hết. Đó là chúng ta có sẵn rồi. Còn cái chuyện chúng ta có sử dụng hay không á, là do mình có biết mình có tài sản để sử dụng hay không. Thành ra cái việc mình biết được những cái trạng thái tâm của mình là tất cả chúng ta làm con người ai cũng biết. Và cái này khi mà mình làm cho nó phai mờ đi rồi đó, thì mình làm súc sanh rồi là không biết. Súc sanh rồi thì không biết. Súc sanh là chỉ thuận theo cái tập khí thiện. Còn cái này yếu, thiện trí này yếu. Cho nên súc sanh có thiện, nhưng mà cái thiện trí này đó, nó bị che, nó bị che khuất lại. Cho nên chúng ta thương một cái con vật thế nào mà cái con vật đó cứ tốt như thế nào đi nữa đó, thì không có thể sánh với con người. Cái con người đó dù ác như thế nào đó, ác đi nữa, nhưng nó vẫn có một cái bóng đèn nhỏ này. Khi người ta khơi được cái bóng đèn nhỏ đó lên á, thì mọi sự có thể thay đổi. Cho nên quý vị thấy những cái nhà tù ở phương Tây nó có một cái điều hay thế này. Sau khi mà án lệnh đã thi hành xong rồi, và khi mà giam nhốt người này rồi, rồi họ đã biết cái lỗi họ, họ chấp thuận ở trong đó rồi, thì người ta cho phép họ vào thư viện, họ nghiên cứu, họ học hành. Họ có cái tôn giáo nào họ muốn thỉnh gặp những cái vị thầy của họ thì người ta đều chấp nhận cho vô. Thiên Chúa thì thỉnh bên Thiên Chúa vô, Tin Lành thỉnh Tin Lành vô, Đạo Hồi thỉnh Đạo Hồi vô, mà Đạo Phật thỉnh Đạo Phật vô, để cho phép cái đó. Bởi vì sao? Bởi người ta biết rằng những người này có cái khả năng có thể hồi phục lại những cái lương tri của họ. Đó là bản chất mà họ được sinh ra làm người. Chúng ta có một cái niềm tin đó. Chứ không phải rằng là người ta phạm tội mình giết người ta là hết. Không. Giết là chỉ hủy hoại một cái thân xác thôi. Chứ còn cái đường tâm linh thì nếu mà nó vẫn suy nghĩ theo một cái khuynh hướng dữ dằn của nó thì nó không thay đổi. Nó chết mà nó ra khỏi địa ngục thì nó cũng thành dọa xoa ác, nó không thành dọa xoa hiền được. Cho nên cái vấn đề là chúng ta đánh thức cái tâm thức của mình và tâm thức của những người mà người ta bị ngăn che, người ta làm những cái điều xấu ác, thì vẫn có cái cơ hội để đánh thức cái lương tri làm người của người ta lên. Bản thân mình cũng vậy, mình đã làm sai, mình đã tạo tội, không có phải cứ khóc lóc ăn năn hoài. Cái khi mà mình làm sai đó, mình tạo tội ở đây, cái điểm đen của mình nó nằm đây, cái điểm đen mà nằm đây. Nhưng mình có một cái khoảng đó, đời còn dài để mình có thể không làm vậy. Còn bây giờ mình tiếp tục nha, mình khóc lóc nè, mình sầu muộn nè, tất cả mọi thứ chỉ là chồng chất những cái dạng khác của những cái pháp bất thiện mà thôi. Tại sao chúng ta phải làm vậy chứ? Khi chúng ta thấy chúng ta tạo tội rồi, tội quá nặng rồi, nhưng mà chúng ta nguyện rằng
không có làm lại cái này nữa. Chúng ta nguyện rằng kể từ đây trở đi nè, chúng ta làm điều thiện. Thấy chưa? Dẫu mình ở trong tù hay mình ở bất cứ ở đâu đi nữa, mà cái tâm mình hoài đầu hướng thiện vẫn thiện được. Bây giờ người ta sắp mình ra tứ sáu tứ cải, cứ làm đi. Cái cây cỏ nó lên được thì đó là cái sự sống, đó là cái thức ăn. Thì nếu mà mình thấy được vậy mà cái tâm của mình nó nhẹ nhàng trong cái việc đó là phát triển khởi sanh đó. Cứ bình thường trong cái đời sống thôi, nhưng mà chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta thấy an vui, và chúng ta nghĩ đúng về nó là phát triển khởi sanh. Rồi cái giờ người ta cho mình đó, được đi đọc sách, được nghe kinh điển, được nghe giảng cái này cái nọ, thì những cái thời giờ đó là mình nâng lên cái trí văn, trí tư, trí tu của mình nâng lên. Và đâu có ai cấm mình vừa làm việc mà vừa chánh niệm đâu. Đâu ai cấm. Không có luật nào cấm hết. Kể cả cái người điên ở trong bệnh viện tâm thần, mà nếu như người ta một ngày dài như vậy mà tôi chỉ có 5 phút đồng hồ người ta tỉnh lại, cũng không ai cấm người ta phải nghĩ tới cái điều tốt. Điều tốt như vậy, cái phạm tội thì ai cũng có phạm tội mà. Bây giờ mình nói 5 giới đi. Giới thô thì rất là đông người không có phạm, nhưng giới tế là 99,9% là phạm hết. Không ai không phạm hết. Bởi vì nếu không phạm là mình đã thành Phật rồi. Bây giờ mình nói giới thứ nhất đi, cái nỗi nóng mình có tránh khỏi không? Không. Thì gì phạm rồi, nói chi nhiều. Thành ra chúng ta hiểu vậy để biết thì sao? Là cái chuyện mà cái pháp thiện và pháp bất thiện này nó đang xen nhau. Thì cô nói rồi, cái đời sống nội tâm của mình á, giữa thiện và bất thiện nó nằm ngay cái cửa biển. Tức là từ chỗ những cái dòng nước ở những cái con sông, những cái con suối, nó tập trung về đó và nó ra cửa biển. Nó tiếp giáp giữa cái nước mặn và cái nước ngọt. Nó tiếp giáp giữa cái phù sa và những cái chất bẩn, cũng như cái biển ở bên ngoài, giữa hai cái đó là nó đang là cái dòng nước nó đi qua đi lại, đi qua đi lại. Nó giao lưu nhau thế này. Cái tâm chúng ta là như vậy. Cái pháp thô chúng ta không phạm, pháp tế chúng ta đây chưa rõ ràng. Vì sao vậy? Vì trong cái phần thiện trí chúng ta đây, trí văn, trí tư, trí tu chúng ta đó, nó ở một cái mức độ nào đó thôi, chứ chưa phải là chúng ta hoàn toàn sáng suốt. Và cái chánh niệm này nè, là nó cũng chỉ xuất hiện ở mức độ nào đó thôi, chứ chưa phải là chúng ta hoàn toàn là chúng ta không thất niệm. Hiểu điều đó để chúng ta luôn luôn, luôn luôn trau dồi cái thiện trí của mình. Và luôn luôn cái tâm chúng ta hướng về điều thiện. Thì như vậy câu kinh pháp cú thứ hai có nói thế này: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Chỉ hai câu kinh đó thôi mà chúng ta có thể là tu trọn kiếp được rồi, nếu chúng ta hiểu được. Và như vậy thì khi mà những cái pháp thiện đây, những cái quả thiện nó trổ, tất cả là 16 quả thiện. 16 quả thiện. 8 quả thiện hữu nhân và 8 quả thiện vô nhân. Thì 8 quả thiện hữu nhân này, 8 quả thiện hữu nhân này là những cái quả thiện mà đưa chúng ta đi tái sanh làm người hoặc tái sanh lên cõi trời. Rất rõ ràng như vậy. Còn riêng 8 cái quả thiện mà nó thuộc về vô nhân đây, thì nó có một cái quả thiện đây là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây, thì tái sanh làm người. Nhưng mà chỉ là tật nguyền trong bụng mẹ thôi. Và tật nguyền này cũng không phải là bế tắc, hoàn toàn không có bế tắc. Sư cô có đọc một cái câu chuyện về một cái người nhạc sĩ mù da đen nổi tiếng trên thế giới này. Là như chúng ta biết nước Mỹ là sử dụng những cái người da đen để làm nô lệ trong các cái nông trường, những cái farm trồng cái này cái nọ đó. Thì khi mà cái người chủ đó họ mua được những người nô lệ nam và nô lệ nữ khi về làm ở cái nông trại của người ta đó, thì những người nam người nữ đó họ cũng có khi họ thương nhau thì họ thành vợ thành chồng. Thì khi con họ đẻ ra là tài sản của ông chủ. Cho nên khi mà ông chủ bán á,
thì ông chủ có thể là bán cái người nam, người nữ, và có khi là họ bán mấy đứa nhỏ đó. Cái quyền đó là quyền của ông chủ. Sanh con là cái những người đó họ có cái đời sống, chồng vợ thì họ sanh con, nhưng mà con là tài sản của ông chủ. Thì có một người nữ nô lệ đó là làm ở bếp, bà này rất là giỏi. Nhưng mà khi bà sanh ra một đứa con trai thì nó mù từ trong bụng mẹ. Thì như vậy là cái đứa nhỏ này nó sanh ra đây, sanh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này, nó mù từ trong bụng mẹ. Thì cái ông chủ nghĩ rằng là bây giờ mình nuôi một cái đứa con nít mù thì chỉ có lỗ thôi, không có lời. Thành ra ông nghĩ tới cái chuyện là ông bán cái người nô lệ nữ này, thì mới đem ra bán. Thì cái một cái ông chủ nông trại khác có mua cái người này. Sau khi mua xong cái người nữ này thì ông mới nói rằng là cái người nữ nô lệ này có một đứa con trai, và bây giờ là tôi tặng luôn cho ông, khuyến mãi luôn, không có lấy tiền cái đứa nhỏ này. Thì ông này chịu. Nhưng mà khi dẫn đứa nhỏ ra, đứa nhỏ nó mù, thì ông này lỡ rồi. Tại vì người ta nói người ta cho mình thêm một đứa nhỏ, mình chịu nhận rồi, bây giờ chẳng lẽ mình thấy nó mù thì mình lại không nhận nó. Thì cái ông này cũng suy nghĩ vậy thôi, nó cũng chẳng ăn là bao nhiêu, thôi bây giờ nó mất mặt quá cho nên thôi nhận nó luôn. Thì ông mới nhận nuôi cái đứa trẻ mù để cho nó ở với mẹ nó. Thì khi cái đứa nhỏ này nó lớn lên là nó nhảy tưng tưng, nó chơi, không ai để ý nó. Thì cái lúc mà nó lên 2 tuổi đó thì nó đi vòng vòng cái chỗ của ông chủ đó, thì mấy cô tiểu thư con ông chủ đó là hay chơi đàn piano, rồi những cái buổi hòa nhạc, rồi những cái buổi hát với nhau đó, thì nó đâu có được vô, ai mà cho nó vô. Nó ở ngoài đường xanh nó tửng tửng, nó nghe mà nó thuộc. Thì một hôm đó là khi các cái vị khách cùng với các tiểu thư đi dạo trong vườn đó, thì nó ngồi ở cái bệ thềm mà nó hát. Nó hát thì những người đó mới nghe, ủa ai mà hát, giọng con nít mà hát cái bài hát quá hay như vậy. Thì ta tới ta thấy nó hát, ta đứng ta nhìn, không thể tưởng tượng rằng nó 2 tuổi mà nó có thể hát mà chính xác như vậy, một cái thẩm âm của nó quá tốt. Rồi thôi thì mấy người đó cũng không nói gì, nhưng mà với lại là nô lệ mà, ta đâu có quan tâm tới. Năm nó 3 tuổi thì một hôm cũng cái buổi dạo nhạc nó xong rồi, thì các vị đó mới đi dạo chơi trong vườn, thì nó nhảy lên cái đàn piano, nó đánh lại cái bản nhạc đó. Thì khi mà những người đó đi mà nghe người ta chơi đàn piano mà hết sức là điệu nghệ như vậy, thì mới bước vô thì sững sờ, tại vì thấy một cái đứa bé da đen mù mắt 3 tuổi mà ngồi nó lướt phím đó. Thì ta thấy kinh khủng quá, là tại vì mình tập bao nhiêu lâu mà cái ngón đàn của mình nó không mềm như vậy, mà cái bàn tay của cái đứa nhỏ này nó mượt mà đến như vậy, thì người ta sửng sốt. Thì sau đó cái chuyện đó là nói lên cho ông chủ biết, thì ông chủ mới rước cái ông thầy dạy đàn cho các tiểu thư đó, mới nói cái ông thầy đó làm ơn dạy dùm cho đứa nhỏ này. Thì khi ông thầy tới, ông thầy ngồi mới hỏi cái đứa nhỏ đó ra tại sao nó mù mà nó có thể là nắm chắc như vậy. Thì nó mới nói là do cái cảm nhận trên cái tài nó thôi, và nó biết. Thì sau một cái buổi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ đó, thì cái ông mà thầy dạy đàn đó, ông mới nói với ông chủ đó là tôi không có nhận dạy cho đứa bé này đâu, tại vì nó thuộc vào hàng thầy của tôi chứ không phải tôi là thầy của nó, cho nên là tôi không dám dạy đâu, nó giỏi quá đó. Và sau này nó trở nên một cái người nghệ sĩ, vừa chơi đàn mà vừa sáng tác, mà có thể hát được nữa, mà nó lừng danh thế giới. Và cái tên của nó thì người ta không biết đến đầy đủ, mặc dù trong giấy tờ có đầy đủ, nhưng người ta chỉ biết là cái tiếng đàn của một cái chú tôm mù, tên là Tom. Tom mù. Chỉ vậy để chúng ta thấy sao? Một cái đứa có tật trong bụng mẹ không phải là bỏ đi, không phải là bỏ đi. Tại vì như thế này chúng ta hiểu nè, tất cả chúng ta đây đó đều có năng lực hết, nó tiềm tàng lại, chúng ta đều có năng lực hết. Nhưng mà tại sao nó hiện diện trong cái đời sống này? Cái người thì giỏi, người thì dở, người thì nhanh, người thì chậm, người thì bén nhạy, người thì ít bén nhạy. Tại sao gì? Và tại sao có những cái lãnh vực những người này nổi trội mà người khác cố gắng mấy cũng không nổi trội? Tại sao vậy?
Tại vì tất cả nó đều bị cái sự ngăn che nằm ở đây. Khi những pháp bất thiện khởi lên, khi cái tâm chúng ta không trong sạch, thì tất cả những cái thiện và thiện trí bị che khuất lên. Nó đi như thế này, chúng ta có thể hình dung như những cái vòng tròn thế này. Phần này là cái pháp bất thiện này. Khi mà chúng ta đẩy mạnh những cái pháp bất thiện thì nó sẽ đi lên hơn, là nó che khuất hết. Vì vậy thấy rõ chưa? Còn đây nè, đây cũng là những cái pháp bất thiện này. Nhưng mà khi pháp thiện nó khởi lên là nó mạnh, nó che khuất hết. Cho nên khi tâm chúng ta thiện đó, thì tất cả những cái quế nhiễm này nó bị đẩy lùi, thì chỉ còn thiện và thiện trí. Nếu chúng ta tập luyện thì cái phần thiện trí sáng suốt nó sẽ soi rọi đây. Nó chính là cái huệ nhãn này. Còn cái phần này nó che hả? Và vì vậy tất cả những cái năng lực chúng ta nó tiềm tàng ở đâu? Tất cả năng lực tiềm tàng của chúng ta nó nằm ở đây. Nó nằm ngay chỗ đó, là cái sở hữu tưởng đây. Và nhiều lần sư cô cũng đã có trình bày rằng sở hữu tưởng chính là trí thông minh ở thế gian. Những cái gì chúng ta khéo léo, những gì chúng ta có kinh nghiệm, những gì chúng ta làm thông thạo, thuần thục rồi, thì nó nằm trong cái sở hữu tưởng đây. Và một cái chỗ mà chúng ta đào luyện là nó nằm trong sở hữu tư đây. Sở hữu tư nó đào luyện một cái năng lực, bởi vì nó tạo tác rồi, nó nằm trong cái động tác này nó tạo tác. Và khi nó tạo tác vậy, nó được ghi nhận trong sở hữu tưởng. Cái dòng chảy này nó ghi trong cái sở hữu tưởng. Thành ra đó, khi mà chúng ta tái sanh làm người, thì nếu mà chúng ta tạo tác đủ cái phước này đó, đủ phước này, thì những cái năng lực tiềm ẩn của chúng ta trỗi dậy. Còn nếu như chúng ta không làm cái điều này, những năng lực chúng ta bị giải phóng. Thí dụ như là một cái người, bây giờ người ta rất là tài giỏi. Chứ cô biết có người học xong tiến sĩ đó, mà cái người này nó rất là có tư cách. Người điềm đạm, giỏi giang, lịch sự, hòa nhã, sống rất là có nghĩa tình. Chưa bao giờ nhận được cái công việc làm quá 3 tháng. Và tổng cộng cả một cái cuộc đời giờ đây trên 70 tuổi rồi đó, chưa đi làm tới 2 năm. Làm ở đâu cũng chỉ có một thời gian quá ngắn, có khi vài tuần lễ là mất việc. Cái này có một cái chuyện nó không có tương xứng với nhau, nhưng mà sư cô nhắc ở chỗ này. Là khi sư cô giảng cái bài pháp mà nói về quả của tà dâm đó, thì một cái cô đó đẹp này, đẹp người, đẹp nết này, mà lại là một mực đó, chiều chuộng chồng, ăn ở với gia đình bên chồng, không có ai chê được cái gì hết. Và người chồng cũng không chê cái gì hết. Nhưng mà ở vài tháng là người nào lâu nhất là năm thôi. Có người vài tuần lễ là nói rằng không thể ở được. Còn hỏi tại sao thì người ta không có nói tại sao, người ta nói không ở được thôi. Thì lật lại cái tiền kiếp của người này đó, là vì cái người này đó là nó phạm trong cái giới tà dâm, đi lấy chồng của người ta, còn tàn hại người ta nữa. Thành ra nó sanh ra cái quả vậy. Mặc dù đã hối hận, mặc dù đã ăn năn rồi, nó trổ sanh vậy. Thành ra một cái người mà nó như vậy đó, một cái người mà có đầy đủ cái năng lực vậy, mà nó không có cái đất dụng võ, tức là không có cái chỗ làm, một cái vị trí tương xứng để cho tất cả cái tài năng của mình phát triển lên, mà nó vừa lú lên là nó dập, vừa lú lên là nó dập, vừa lú lên là dập. Mặc dù rất đủ điều kiện về mặt thực tế, tuyển chọn một người như thế không chờ đợi đâu được nữa hết, đúng đắn rồi. Nhưng quả phước người này không trổ sanh, thì thấy chưa? Nó chỉ trổ được cái phước á, là được đi học, được có bằng cấp, được thể hiện cái sự thành tựu của mình trên cái bằng cấp đó. Nhưng mà trong thực tế đó, khi cái bằng cấp này là một cái hạt giống lành, nó gieo xuống thì không có đất nào dung chứa nó hết. Bây giờ nó thiếu phước. Phước này nằm ở đâu?
do nhiều đời nhiều kiếp với cái người cộng sự của mình cũng không nâng đỡ. Đối với người đồng nghiệp của mình thì mình vừa dập, thì nó bị ngăn che. Mình thấy rõ chưa? Thành ra năng lực mình cũng như vậy. Do đó mà sư cô rất kỵ cái chuyện mà cái người nào mà cứ lúc nào cũng nói là trời ơi con không có bằng ai hết, con thua người ta hết, con thế này, không thể nghe được cái điều đó. Tại sao phải mặc cảm tự ti? Còn có người thì mặc cảm tự tôn quá đáng, kiêu hãnh, cái bản ngã của mình quá lớn. Nó cũng chỉ là hai cái bệnh của một cái sự ngã mạn mà thôi. Nó là một cái pháp bất thiện, nó hiện ra dưới cái dạng á là kiêu ngạo, là hãnh tiến. Một cái dạng thứ hai á là lúc nào cũng thở than, lúc nào cũng tự ngăn mình lại bằng cách đó là mình thua người ta hết, mình không bằng ai. Không có điều đó. Mình không bằng người ta ở cái chỗ là mình không có dung trọng pháp thiện. Thấy không? Rồi còn dạy dỗ cái chỗ là ganh tị người ta, thù ghét người ta. Sư cô có một cái người em rể mà em họ, hai vợ chồng nó làm thầy cô giáo, nó hiền. Chồng cái cậu này ở nhà thì ngoài cái chuyện mà đi dạy học về thì còn học sửa tivi để mà lấy cái tiền đó phụ nuôi mấy đứa con. Bữa nó đi về từ nhà đi ra ngoài đầu đường cũng xa hơn cái chỗ ra giờ này đường hẻm rồi, thì có một người núp trong đường đó, lấy cây đập ở trên đầu nó, té cái xe xuống nó bất tỉnh và nó nằm trong bệnh viện một tháng như vậy mới mở mắt ra. Thì bây giờ đem về đó thì nó là cái người mà vợ phải nuôi rồi. Thì khi mà đưa ra tòa đó, bắt cái cậu đó ở hàng xóm đưa ra tòa hỏi chứ hai bên có hiềm khích gì mà đập cho nó chết, thì nó trả lời như thế này, nó trả lời là tại làm sao đó mà tôi không có việc làm, mà tại sao lúc nào nó cũng có cái việc làm đó, tôi không chấp nhận được điều đó. Vì nghĩ xét. Và bây giờ cái cậu đó tàn phế cho tới bây giờ, cứ thỉnh thoảng nó nhức cái đầu lên, nó không làm gì được đó, mà nó rất là hiền. Vì thấy chưa? Tất cả nó đều nằm trong cái chỗ đó mình không có sáng suốt, mình nhận ra để mình phải làm gì, phải làm gì để cứu vãn một cái tình trạng bế tắc của mình. Con đường đó là đây. Con đường đó hãy làm điều thiện đi, hãy học hỏi đi, mở mang đi, phải chịu khó đi. Cho nên tại sao người ta làm như thế này? Sư cô sang tới bên Úc mấy năm trước, sư cô đi Úc, sư cô thấy có một điều lạ này. Ở bên Úc đó, những người thất nghiệp đó thì người ta sẽ trả cái tiền thất nghiệp cho người đó có sống. Nhưng mà sau này đó thì trong cái khoảng thời gian nào đó, ví dụ 3 tháng chẳng hạn, tùy theo lực mỗi nơi, mà mình không tìm được cái việc làm đó thì bây giờ làm gì? Ví dụ mình đạo Thiên Chúa thì mình vô trong nhà thờ mình công quả trong đó, thì cái vị mà trông coi cái nhà thờ đó ký tên là mình có vô đây công quả một tuần mấy ngày. Nếu như mình ở chùa thì mình tới thì cái vị trụ trì bên đây cũng làm như vậy. Còn nếu mình không có tôn giáo nào thì mình có thể ra cái chỗ công cộng mình làm cái điều công ích, thì cái người nào mà quản lý khu vực công cộng đó người ta sẽ ký tên là tuần lễ này mình có ra đó mấy ngày để mà mình có làm cái việc công ích ở đó, thì người ta lấy cái giấy đó về thì người ta lãnh tiền. Và cái này cực kỳ hay, nó nằm ở chỗ này, đây là pháp thiện. Đây là pháp thiện. Vì người ta không biết tự nguyện để mà làm cái phước báo là đem đến cái lợi ích công cộng chung, thì bây giờ cái nhà nước người ta nghĩ ra cái đó rất hay. Thay vì ngồi không lãnh tiền thì bây giờ người ta nên đi làm những việc công ích, thì người ta vừa có lãnh lương, người ta vừa làm được điều thiện. Thì với một thời gian nếu người ta chân thành và ta nhận ra được đây là cái chuyện mình làm với tất cả cái tấm lòng của mình, làm với tất cả cái khả năng của mình, thì cái phước báo mình trổ sắc. Chỉ có vậy thôi. Tất cả khi chúng ta lâm vào trong mọi cái cảnh khổ về mặt vật chất, về mặt hoàn cảnh cho đến mặt tâm linh, chúng ta chỉ có con đường thiện và thiện trí mở ra mà thôi. Ngoài ra không có con đường nào khác về mặt tâm linh. Tất cả những cái con đường mà nó đi từ trong cái quỷ quyệt của cái tâm tham nè, cái gian xảo, cái cong queo của tâm tham nè, nó chỉ đưa đến sự lụi tàn mà thôi. Bởi vì quả của nó là quả của sự đau khổ.
nó không phải là cái quả của sự an vui. Rõ ràng lắm, nhưng mà vì tâm chúng ta không rõ ràng. Và đường tái sanh của chúng ta nằm trong hai kinh, câu kinh Pháp Cú đó, không có đi xa chỗ đó. Và chúng ta học là để thêm cái chi tiết vô thôi, về căn bản nó là như vậy. Và như vậy Pháp Cú nói gì? Nói anh tâm. Tâm nằm ở chỗ nào? Nằm trong cái suy nghĩ, nằm trong những cái cảm xúc tình cảm của mình. Và mình biết nó là những cái cảm xúc tình cảm này là cái gì hay không? Đấy, những cảm xúc tình cảm này, nếu mà nó khổ ưu thì chúng ta biết là nó xấu rồi, đúng không? Mà cái hỷ lạc này thì chúng ta chỉ cần phân biệt được cái chỗ này, thì chúng ta học chúng ta thấy, chúng ta hành chúng ta thấy, thì chúng ta biết cái hỷ lạc này nó nằm trong cái tham là nó bất thiện. Hỷ lạc nằm trong thiện nằm đây, hỷ lạc nằm trong thiện đây, hỷ lạc nằm trong thiện đây. Và nhiều lần sư cô có phân tích rồi, để mình biết thế nào là cái hỷ lạc nó thuộc về pháp thiện và thế nào là pháp bất thiện. Như vậy thì hàng ngày những cái cảm xúc của chúng ta có, và chúng ta hiểu đó là nghiệp cảm, và chúng ta soi sáng nó, thấy biết nó, để chúng ta kiểm tra lại. Mà nó ngộ lắm, cái khi mà chúng ta huân tập cái này nè, cái biết về cái xấu và cái tốt trong tâm chúng ta cực nhanh. Nó không như pháp học, nó có cái điều trái nghịch thế này. Cái pháp học đó mầm tiếp nhận rất nhanh, tiếp nhận nhanh lắm. Nhưng mà cái khi mà ứng dụng á, thì mình dùng cái sự hiểu biết của mình để mình phân tách đó, nó chậm lắm, có khi nó trật. Còn cái pháp hành á, thì chúng ta chỉ hành thôi, hành đúng nguyên tắc của nó thôi thì nó thành tựu. Mà khi nó thành tựu á, thì nó nhìn những cái pháp thiện với pháp bất thiện này cực nhanh, mà không có cần phải phân tích, không cần phải diễn giảng, mà nó trực nhận liền và trực nhận chính xác. Trong khi đó chúng ta dùng cái sự phân tích của chúng ta, nó nằm trong cái phần của sở hữu tưởng đây. À, chúng ta phân tích, chúng ta tìm hiểu, chúng ta lý giải tất cả mọi thứ đi, nhưng mà cái độ xác suất sai nó vẫn có. Còn khi mà chúng ta dùng cái thiện trí này nè, trong cái huệ nhãn chúng ta đây, để soi sáng xuống trong cái dòng tâm thức của chúng ta, chính xác, không có xác suất sai, nhìn là nhìn chính xác. Mà khi mình nói cái chỗ này mới là sai nè. Mình nói rằng không cần pháp học, chỉ cần pháp hành. Đi học pháp học chi cho nó lâu dài, cho nó mất công. Những người nói như thế, người đó chưa thực tu. Hỏi chứ mình nói mình tu theo Phật, mà Phật nói gì mình cũng không biết là mình tu theo mình rồi. Tại vì mình nói sao mình tu vậy, mình nghĩ sao mình tu vậy. Còn khi á mà mình tu theo Phật thì cái sở hữu tưởng của mình nó thể nhập cái lời dạy của Phật vào. Nhập lời dạy của Phật vào, thì cái khi mình cần ứng xử một cái gì đó, mình hỏi cái này Phật dạy sao, thì mình mới có mình sử dụng. Thành ra chúng ta phải thuộc lòng những cái lời Phật dạy, những cái lời gì mà chúng ta thấy cần thiết với chúng ta. Vì chúng ta không phải học để trở thành một cái người uyên bác, nhưng mà chúng ta là người bệnh. Mình nhức đầu là do mình gian nắng, mình lấy cái thuốc đó mình uống thôi. Còn mình nhức đầu là do mình bị đau bụng hay đau răng mà nó làm nên nhức đầu, thì cái đó phải lấy cái thuốc đau bụng với đau răng mà uống. Thành ra mình tìm đến cái Phật học đó để mình nhớ thuộc những cái câu nào mà mình thấy rằng nó đúng là cái bệnh của mình. Mình phải thuộc à, rồi nó hình thành là cái tài sản của mình. Cho nên quý vị thấy không, cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật sẵn sàng cho. Nhưng mà cái ai mà biết ngửa cái chén này ra nè, thì cái pháp nhũ mới rót xuống được. Còn phần lớn là chúng ta úp xuống vậy, hoặc chúng ta để nghiêng vậy, hoặc là cái chén của mình nó lủng lỗ, rót bao nhiêu nó ra hết bấy nhiêu, nghe lỗ tai bên này xong nó ra lỗ tai bên kia xong. Mà nó đựng cái bậy, nó đựng nhiều lắm. Học về đó là ai mà nói một câu là buông liền. Học chi ba cái đồ này, nó lâu lắc, nó tỉ mỉ, nói nghe chừng nào nhức đầu chừng đó. Lại đây tôi dạy cho, tôi bảo đảm đó. Lâu lắm là 3 năm là thành tựu liền. Nghe liền, thích liền.
Ai nghe vậy? Ai thích vậy? Tâm tham là nó nghe nè. Làm ít mà hưởng nhiều là tâm tham. Không làm mà hưởng càng tốt nữa, chính nó. Chính nó, thấy không? Và nó dẫn mình đi, mà mình rất là sung sướng để đi theo nó. Bởi vì nó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, dẫn mình đi, có gì đâu. Nhưng mình không nhận ra, cho nên mình đi theo nó, theo suốt đời không nhận ra. Vì mình thiếu cái trí tuệ đó. Mình thấy. Cho nên cái cận tử của mình mà mình được cái này nó soi sáng. Sư cô nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta chưa thành Phật, thành ra trong lòng chúng ta còn cái luyến ái của tham đấy. Chúng ta còn thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương bạn, thương bè, thương chồng, thương vợ, thương con, thương cái, thương sự nghiệp, công danh, thương luôn cả cái sự sống. Mình đâu có thoát được đâu. Nhưng mà cái giờ phút đó đó, mà cái chánh niệm, cái huệ trí của mình nè, khởi sanh lên để mình thấy lòng mình nó nặng quá. Mình thấy lòng mình nó nặng chịu vì cái cảm xúc tình cảm của mình. Chỉ cần thấy như thế mà ra đi là đủ rồi, chứ đâu có thể thành Phật được. Nhưng mà cái sát na đó là sát na của Phật tính, sát na của trí tuệ sáng suốt nằm ở cái chỗ đó. Và mình ra đi trong một sát na sáng suốt để mình tái sanh mà mình có đầy đủ tam nhân. Cái thiện trí này chính là cái nhân vô si của mình, hay còn gọi nó là trí tuệ của mình đây. Thì thấy chứ, không có ai hộ niệm cho mình bằng mình. Vì chỉ có mình mới biết rõ là mình không thể sống được nữa, mình phải chết đây. Và mình chết như thế nào thì mình nhờ cái học giáo pháp mà mình biết. Rồi nhờ học giáo pháp đó mà mình hành được chút nào hay chút đó, hành được chút nào hay chút đó. Và nếu cái giờ đó nó đủ mạnh, phước báo mình đầy đủ, thì mình ra đi trong lúc mà cái huệ mạng của mình nó ngó xuống cái đời sống nội tâm của mình. Chứ làm sao mà mình không nặng lòng với người thân của mình chứ? Ngay cả mình hết nặng lòng với người thân của mình, hết nặng lòng với tài sản của mình, hết nặng lòng với tất cả mọi thứ, nhưng mình hỏi tại sao phải chết chứ? Chết thiệt là vô lý, chết thiệt là vô ích. Tôi chưa muốn chết. Thì bao nhiêu đó nó cũng chính là tham, mà nó tham với sông nó xen kẽ nhau, nó là pháp bất thiện. Và chỉ khi cái tâm thức mình nhìn thấy nó, mình soi sáng chỗ này hoặc thì thấy rõ chưa? Cho nên nó là cái tâm mà mình đi tái sanh nè, và cái giờ phút về tập sanh nó nằm trong cái pháp cứu một và pháp cứu hai. Mà cái pháp cứu mà nó nói là khi mà cái tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, nếu nói hay làm với ý trong sạch, thì trong sạch này có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất trong sạch là thiện, cấp độ thứ hai trong sạch có nghĩa là thiện trí, đúng không? Thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Thì nếu mà chúng ta lúc đó mà chúng ta tái sanh bằng tâm quả thiện thì chúng ta cũng làm người hoặc là chư thiên. Nhưng mà thêm cái thiện trí này nữa thì làm người cũng là người tam nhân, mà làm chư thiên cũng là chư thiên tam nhân. Thì đó là một cái bước tiến trong cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên khi chúng ta sanh ra ở đời đó, ai cũng muốn làm giàu. Chuyện này là tốt, chuyện này là lương thiện, không có gì xấu cả. Nhưng làm giàu chân chánh, và cái chân chánh này nó nằm trong hai cái phương diện luôn: giàu về tài sản thực tế và giàu về tài sản tâm linh. Cái nào cũng đi bằng con đường chân chánh cả. Thì cái con đường chân chánh của chúng ta là con đường hành trì đây. Con đường chúng ta tu thiền định đây, con đường chúng ta tu thiền tuệ đây là con đường chân chánh. Con đường của trí văn, con đường của trí tư, con đường của trí tu là con đường chân chánh. Và chúng ta vun bồi thiện và thiện trí là con đường chân chánh. Còn ngoài ra chúng ta mượn lực của bất cứ ai, chúng ta mượn một cái kỹ xảo gì để cho chúng ta có một cái quyền
lực mà gọi là siêu quyền lực hơn con người, đó không phải con đường chánh giác. Thì chúng ta đây phải trả cái quả đau khổ. Và cái tài sản mà của tục đế thì chúng ta chỉ sử dụng khi chúng ta còn ở thế gian. Còn cái mà chúng ta đưa đi trong cái luân hồi của mình đó, thì chúng ta đây là tài sản về tâm linh. Tài sản ở đó là thiện và thiện trí chúng ta mang đi đây. Còn tất cả những cái pháp quyết nghiệm này là thùng rác. Vậy chúng ta muốn mang cái gì thì tùy mình. Cho nên những người nào mà hay khóc á, hay khóc hay kể lễ hay này kia nọ đó, thì cái khi mà cái cảm xúc nó khởi lên đó, nó đi vào cái cảm xúc khổ luôn. Và cái nghiệp cảm quá nặng, mình làm cho mình trì trệ. Bây giờ tại sao khóc? Người ta nói là mình giận đó, nhưng mà khi cái trí tuệ mình soi xuống, mình hỏi tại sao khóc vậy, thì mình sẽ tỉnh ra. Mình tỉnh ra, còn khóc mình không tỉnh ra. Có những người đó, người ta không thể sống được với những cái người mà họ mềm quặt xuống, không sống được. Đụng tới là khóc, đụng tới là hờn, đụng tới là khổ đau, đụng tới là cả một cái người từ thân lẫn tâm nó giống như là nó sắp chảy ra nước luôn, hủy hoại luôn. Người ta sợ lắm. Tại sao vậy? Vì nó đầy ắp cái pháp bất thiện mà cái thiện và trí tuệ không có. Ở với những người này là cũng như mà đeo cái cục đá vào trong cổ, lúc nào cũng sẵn sàng nó lôi mình xuống ở dưới cái vực thẳm đó, cho nên người ta sợ, người ta bỏ. Cho nên người khác hỏi, trời ơi sao con vợ của nó hiền quá trời đất, nó dễ thương ghê á, mà thằng chồng muốn gì chiều đó mà nó vẫn quánh, nó vẫn đi, nó chịu không nổi, nó đá mà đừng đi. Cái chỗ này có chỗ tâm tối nhất, không có nhìn ra. Và khi người ta sanh ra làm người nữ đó, mà người ta thiếu cái phần thiện trí này, trí tuệ này, đó là cái bất hạnh của người nữ. Mà do cái gì? Do nghiệp mà ra. Quý vị nhìn ha, quý vị đọc tiểu sử tất cả những cái người nữ mà giữ cái vai trò quan trọng ở trong mỗi một cái đất nước, từ cổ cho tới kia, những người nữ mà nổi danh về những cái tài năng riêng của mình đó, thì quý vị cứ xem cái cuộc đời của họ đó, họ là người có thiện trí, họ mới thành công được. Còn tất cả những người nữ mà do cái bản chất yếu đuối của mình đó, đều lụy hết, sống trong bi lụy, hoàn toàn là làm hại mình, hoàn toàn không có chút lợi ích nào hết. Và người ta dứt bỏ mình là chuyện bình thường. Đừng ngồi đó mà than trách ai hết. Và mình có tự tử mấy kiếp đi nữa thì cũng phải học một cái bài học, là phải có sáng suốt, phải nhìn lại, phải xem xét lại. Còn chừng nào chưa học cái bài học đó thì cứ khổ đau, cứ tự dẫn đi. Không ai cứu mình hết, không ai cứu cả. Chỉ có mình mới cứu mình thôi. Cho nên làm bất cứ gì, cái gì khởi lên phải xem xét. Cái gì khởi lên phải xem xét. Nếu mà nó có lỡ mà nó đi một đoạn rồi nó chưa xem xét thì bây giờ giật mình xem xét lại. Hoặc là nó có ngu đến rồi nó làm xong rồi đàng hoàng nó mới hối hận thì cũng phải xem xét lại. Hối hận là để xem xét lại, không phải hối hận để hối hận. Hối hận để hối hận là pháp bất thiện, duyên với pháp bất thiện. Còn hối hận để xem xét lại là pháp bất thiện, duyên với pháp thiện. Chúng ta chỉ có con đường này thôi. Thì đường tái sanh của chúng ta cũng đi như thế này. Vì vậy thì chúng ta nhớ rồi nha, tại vì những cái điểm này nó cực kỳ quan trọng. Những cái kiến thức trong duyên và pháp á, có thể mình nhớ không hết đâu, nhưng mà sư cô luôn luôn chốt những cái điểm đó để lặp đi lặp lại rằng nghiệp và giờ cận tử của chúng ta là quyết định sự tái sanh.
Và nghiệp thì chúng ta đã tạo tác nhiều đời, nhiều kiếp và hết cả cái cuộc đời của mình. Còn lúc cận tử là lúc chính là cái chánh niệm này xuất hiện đây. Chính là lúc huệ nhãn này soi sáng đây. Đó là hai cái điểm then chốt cho cái tái sanh của chúng ta. Không phải nương tựa vào ai hết. Phải nương tựa vào nơi cái sự hành trì của mình. Cái tu tập, cái sự hiểu biết của mình phải nương tựa vào đó. Và sư cô nhắc lại một lần nữa là trước khi đi ngủ, chúng ta dẫu có 2 phút, 3 phút thì chúng ta nên để ý hơi thở ra vô. Để ý hơi thở ra vô, rồi sau đó khi buồn ngủ quá thì mình nói ngủ, ngủ, ngủ. Đó là gì? Đó là khi ngủ chúng ta cho phép mình ngủ. Cũng như tới cái giờ mình sắp chết, mình nói rằng thôi không có cách gì sống được nữa rồi, bởi vì mình biết rất rõ là mình sẽ chết, thì mình cũng sẽ soi sáng nó để mình nói ra đi. Chết. Nói trong sự sáng suốt, nói trong sự chấp nhận, cho phép. Cũng giống như trước khi mình đi ngủ, mình cho phép mình ngủ. Tập cái đó đi. Bây giờ quý vị thiền bao nhiêu thì cũng tốt hết. Nhưng mà cái thiền trước giờ đi ngủ rất tốt cho cái lúc lâm chung này. Bởi vì sao? Vì cái khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ đó, chúng ta sẽ đi vào, một là từ trong cái rối đó, đi vào trong cái mê nó mới ngủ. Cái rối ở chỗ gì? Mình đọc sách, hay mình nghe nhạc, hay mình coi phim, hay bất cứ gì. Cái lúc đó nó bắt đầu nó lộn xộn, rồi cái nó thiếp đi nó ngủ. Đúng không? Như vậy đâu có sáng suốt. Hoặc là mình không xem phim, không đọc sách, không có gì hết á, nhưng mà cái đầu đó tự nhiên nó lăng tăng, nó nghĩ gì cái nó lộn xộn, cái đó nó chìm vô giấc ngủ. Quan sát đi thì sẽ thấy, và biết rõ như vậy thì hãy tu tập. Bây giờ mình chỉ có cái động tác là đó, mình cứ thư giãn hết, rồi mình để ý hơi thở ra vô, để ý hơi thở ra vô, đến khi nào buồn ngủ hoặc là nó gật lên cái gì đã biết là buồn ngủ rồi, thì hành thiền lại chút xíu, một giây thôi, rồi mình nói ngủ, ngủ. Vậy thôi, rất là nhẹ nhàng vậy. Mà mình giúp mình đi tái sanh. Không có cái tài sản nào mà chúng ta có thể mang theo quý báu cho bằng đó tam nhân. Nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ, ba nhân. Đây là cái tài sản mà chúng ta sẽ giàu có, chúng ta sẽ hưởng được không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên tại sao Đức Phật mới dạy mình là phải bố thí. Trong cái giới mà trộm cắp mình không trộm cắp, mà mình lại bố thí làm tăng tài sản. Bởi vì tài sản thế gian này không mang theo được, cho nên có thể làm cái điều gì tốt cho người thân của mình, có thể làm điều gì tốt cho xã hội của mình, có thể làm gì tốt cho tất cả những chúng sanh mà mình thấy rằng người ta cần sự giúp đỡ của mình, làm đi. Tại vì khi mình làm đó, mình sẽ có cái phước đây đó, phước thiện đấy đó. Còn mình hiểu biết rằng đây là cái nhân lành để cho mình đó, là sẵn sàng trong lúc nào mình ra đi, mình chỉ ôm cái tài sản trí tuệ này, chứ không ôm tài sản thế gian. Nó là thiện tri. Mình sử dụng cái đó để mình làm giàu cái vốn thiện và thiện trí của mình. Để đây là cái tài sản mà chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp. Và chính ngày hôm nay khi chúng ta làm những cái điều lành cho tất cả mọi người, đó là những cái cây lành trái ngọt mà chúng ta gieo trồng suốt dọc con đường luân hồi của chúng ta. Cho nên tại sao mà ngay cả một cái con chó mà nó cũng ở trong cái nhà mà nó có thể là ngủ trèo trên giường chủ nhân, nó ngủ đắp chung một cái mền với chủ nhân nó, mà thức ăn của nó là những nơi thức ăn thượng hảo hạng, nó gieo trồng đấy. Nhiều đời nó nhiều kiếp nó cũng bố thí đấy, bố thí thực phẩm cho người ta, mà nó không phải bố thí đồ dở. Lựa cái trái ngon nhất, cái đồ tốt đẹp nhất, dâng cho cha cho mẹ, tặng người này người kia, cúng dường chỗ này chỗ nọ, thì cái quả phước của nó hưởng thôi. Mặc dù nó không gieo được cái nhân trí tuệ, mặc dù là cái cuối cùng của cuộc đời nó phạm vào cái giới thứ 5, nhưng mà nó vẫn có phước, nó hưởng đấy. Thấy chưa?
Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Mình có mặt trên cái thế gian này, thân của mình và tất cả những gì mà mình sở hữu, mình có được, có chồng, có vợ, có cha, có mẹ, có anh em, có con cái, có tài sản, có công danh sự nghiệp nhân dân, tất cả để chi? Để mình làm điều lành cho những người này hết. Để chi? Để đường luân hồi đó, thì tất cả những người đó họ gặp mình ở đâu, họ làm điều lành cho mình hết. Đừng có tưởng rằng ngày hôm nay chúng ta gặp đây trong giây lát rồi thôi, không có đâu. Đường luân hồi, nếu chúng ta là pháp quyến với nhau, chúng ta còn gặp trở lại. Nếu chúng ta là gia quyến với nhau, chúng ta còn gặp trở lại. Nếu chúng ta là quan trái với nhau, chưa giải được, chúng ta vẫn gặp lại mà. Đi mà. Và cái chiêu cảm của nó vẫn nằm trong nghiệp chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp. Và khi gặp nhau, các căn mà nó nhìn ra nhau thì cái cảm xúc nó khởi lên rồi thì nghiệp cảm nối liền theo đó. Chính nó hai cái là một mà, đâu có thoát ra được đó. Cho tất cả lớp chúng ta biết rồi. Thì bây giờ khi sang tới cái phần thứ hai này đó là các lộ tục sinh, cũng như khi phần đó là các cái đặc điểm của lộ tục sinh đây đó, thì hai cái phần này nó có liên quan với nhau. Thành ra khi mà sư cô giảng cái phần số 2 này thì nó cũng nói đến cái phần số 3. Cho nên là khi mà sư cô giảng kỹ cái phần số 2 này là nó đi vô cái phần số 3 luôn. Hai cái này nó có liên quan với nhau. Cũng giống như lần trước chúng ta học về cái lộ cận tử thì chúng ta nói về nghiệp, đúng không? Thì bây giờ khi tới cái tục sinh thì cái nghiệp với cận tử nó lặp lại. Nhưng mà sư cô lặp lại là để chốt những cái điểm chính cho mình thấy. Rồi bây giờ khi mình vào trong cái lộ tục sinh này để với các đặc điểm của cái vấn đề mà tục sinh đó, thì hai bên nó cũng có cái quan hệ với nhau. Mình chia ra để cho thấy rõ ràng thôi. Chứ còn trong cái thực tế đó, mình nói cái này là nó có liên quan tới cái kia. Thì bây giờ khi mình nói đến cái lộ tục sinh, phần số 2 là các cái lộ tục sinh, thì mình có cái lộ ngũ cận tử và cái lộ ý cận tử. Thì từ cái lộ ngũ cận tử này với lộ ý cận tử này, nó cũng sẽ đi đến cái lộ tục sinh. Nó như vậy, thấy chưa? Đó. Thì như vậy chúng ta thấy thế này. Đây là cái lộ ngũ đây, và đây cái lộ ý đây. Thì chúng ta thấy thế này, là khi mà cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì khi nó diễn ra đó, thì cái mà chúng ta thấy cụ thể nhất là nó diễn ra bằng 5 cái con đường đi của nó. 5 con đường đi nữa là cái mắt, mà khi chúng ta thấy cảnh. Thì hai cái này nè, nó chỉ cần có cái sự tiếp xúc, có cái sự giao lưu với nhau. Thì khi mà mắt thấy cảnh có nghĩa là giao lưu với nhau. Bởi vì mắt muốn thấy nó phải có một cái khoảng cách cho phép. Thành ra nó là sự giao lưu, chứ nó không phải như là cái làn da chúng ta mà xúc chạm. Đúng chưa? Đó. Thì khi mà mắt chúng ta thấy cái cảnh, thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó lập tức nó sẽ khởi lên. Nó khởi lên để gì? Đầu tiên nó tiếp nhận bằng những cái cảm xúc này đây. Và cảm xúc này chính là những cái cảm thọ. Và chính cái này là nghiệp cảm khởi lên. Như vậy là hễ con mắt của mình mà nó nhìn thấy cái gì mà nó dính vào cái đó, là mình biết rằng cái này là nó nằm trong cái tiền kiếp đang khởi sanh lên. Bởi khi mình vừa thấy nó thì cái thức, nhãn thức của mình nó khởi sanh lên, thì trong thức này nó đã có thọ. Đây thức đây, 5 cái thức bất thiện đây và 5 cái thức thiện đây, nó có 7, con số 7 đây. Con số 7 đây chúng ta nhìn thấy ở trong cái 7 cái sở hữu biến hành đây. Biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp. Nó đi cùng khắp ở đâu? Nó đi cùng khắp trong các pháp bất thiện, nó đi cùng khắp trong tất cả pháp thiện. Thì nó gọi là 7 cái sở hữu biến hành. Thì vậy 7 sở hữu biến hành nó sẽ có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác ý. Như vậy thọ đây, khi cái các căn chúng ta tiếp xúc với các trần thì những cảm thọ khởi lên. Cảm xúc này nó làm khơi dậy chính là cái cảm thọ, mà cũng chính là cái dòng nghiệp cảm của chúng ta. Thì như vậy khi mà nó đã đi vào cái con đường của nghiệp thì chúng ta sẽ thấy đây, cái dòng hộ kiếp trâu chảy đây, thấy chưa? Và khi cái lỗ ngủ nó mở ra,
Khi cái lỗ ngủ nó mở ra thì quý vị thấy ngủ song thức nó phát sanh liền. Nó phát sanh liền thì là tiếp theo nó là tiếp thọ, tiếp theo nó quán sát, phân đoán, rồi cái động tác của nó phát sinh là nó tạo nghiệp. Vì vậy chúng ta thấy đây là cả một cái dòng chảy của tâm thức. Vì vậy khi mà mắt chúng ta tiếp xúc với một cái đối cảnh thì nó khởi lên. Nó khởi lên như vậy, nó khởi lên bằng những cái cảm xúc, mà trong cảm xúc có cảm thọ, và cả tất cả cái này chính là nghiệp cảm. Là nghiệp cảm này nó nằm trong cái thức quả đây. Thức quả mà. Và cái thức quả này đó chính là nghiệp chúng ta đã tạo ra rồi nó mới có quả thức. Như vậy nó chính là cái dòng nghiệp đây. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta mà nó khởi sanh trong cái hiện tại chính là nó nối kết với dòng nghiệp của tiền kiếp. Không có thể khác hơn. Và như vậy, năm cái con đường đó là chính là năm cái con đường đi của cái đời sống nội tâm của chúng ta. Vì vậy mà khi tu tập á, chúng ta nói là thu thúc lục căn. Tức là mắt chúng ta thấy thì chúng ta bị sắc quyến rũ. Đây, cảnh sắc đây. Cảnh sắc quyến rũ. Tai chúng ta nghe cảnh thanh thì bị cảnh thanh quyến rũ. Hoặc ngược lại, nó không quyến rũ mà nó làm chúng ta khó chịu. Nó sẽ đi hai cái trạng thái. Một cái trạng thái nó cuốn hút và một cái trạng thái nó đẩy ra. Và nó còn một cái trạng thái thứ ba nữa là nó vô thưởng vô phạt. Thì cái cảnh khí, tức là cái mùi, mùi thơm hay không thơm, thì nó cũng là một cái sự cuốn hút, hoặc là nó cái sự đẩy ra, hoặc là nó ở trong cái trạng thái mà vô thưởng vô phạt. Và đây cảnh vị, khi mà nếm vào thì có thể mình thấy là ngon, thích, có thể là mình phun ra, có thể nó thôi cũng nuốt được. Thì như vậy là nó ba cái trạng thái thuộc về cảm thọ, nó đều phát sanh khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Mà cái dòng tâm thức này khi mà nó khởi lên á, khi nó khởi lên thì nó chở từ trong quá khứ. Quá khứ chính là cái thức đây. Đây, tất cả những cái thức này, nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó đều nằm trong cái mà nó, tuy chúng ta thấy nó là cái hiện tại, nhưng mà nó nối kết với quá khứ. Vì chúng ta tái sanh bằng tâm quả mà. Đường tái sanh của chúng ta bằng tâm quả. Và vì vậy đó mà cái tâm quả đó là nó chở theo cái kiếp của cái quá khứ. Và ngay cả cái thân xúc của chúng ta đó, cái thân xúc nó nằm thế này. Nói cái chữ dễ hiểu nhất là toàn cái thân thể này. Mà nói cho nó cụ thể hơn nữa là tất cả cái làn da nó phủ trùm từ trên cái đầu chúng ta xuống tới bàn chân, cơ thể chúng ta được bọc lại trong cái làn da. Và dưới cái làn da đó là một cái hệ thống thần kinh cực kỳ nhạy cảm. Cho nên bất cứ cái chỗ nào nơi thân thể chúng ta mà chúng ta có sự đụng chạm, có sự tiếp xúc vào đó, thì nó đều có cái phản ứng. Phản ứng nó chính là động tác đấy. Mình thấy không? Và bất cứ cái gì khi mà đụng chạm vào đó thì cái cảm thọ nó sẽ khởi sanh lên rõ ràng. Cảm thọ nó khởi sanh lên rõ ràng lắm. Dễ chịu hay là khó chịu, nó làm cho người ta có một cái cảm giác gì, có một cái cảm thọ gì, mà ta thọ hưởng những cái cảm giác, những cái cảm thọ đó từ trên cái làn da, từ đầu cho tới chân đều nhạy cảm hết. Cái đầu mình như vậy, một cái con gì nó cắn, hoặc là cái đầu mình tóc dơ chẳng hạn, thì mình cảm thấy nó ngứa ngáy, nó khó chịu đó. Mình đều có thể cảm nhận được hết, từ đầu tới chân. Thì cái thân tiếp xúc nó là vậy. Mà nó không những chỉ có mặt ngoài, nó mặt trong. Một cái lưỡi dao nó xuyên suốt vào bên trong thì nó có cái đau riêng nữa. Còn nó mới đụng ở ngoài da thì cái đau nó khác. Thì chúng ta thấy cả một cái hệ thống, nó từ bên ngoài da cho tới bên trong, và nó thuộc về cái thân xúc. Nó rất là mạnh mẽ ở cái chỗ này. Và nó cũng tạo thành một cái dòng nghiệp. Thì chúng ta thấy năm cái đó hoạt động rất là mạnh. Nhưng mạnh hơn nữa đó là cái lỗ ý, là cái thứ sáu, mà người ta còn gọi nó là giác quan thứ sáu. Tại sao nó lại là giác quan thứ sáu? Là bởi vì năm
năm cái mà thuộc về ngũ môn đó, thì khi nó hoạt động thì nó biệt lập. Mắt thì thấy sắc chứ cái mũi nó mới thấy sắc được. Mũi thì nó phải có cái mùi hương. Lưỡi thì nó nếm vị chứ nó không có nếm sắc được. Thành ra cái nào nó ra cái đó. Nhưng mà cái ý thức này đó là nó có cái phần này đó, là khi tất cả năm cái ngũ môn này hoạt động đó, là nó sẽ được tái tạo lại trong ý thức. Thì thấy nó nằm năm cái đó không? Nó tái tạo, nó có khả năng tái tạo lại. Và cái này sư cô giảng nhiều rồi. Cái hình ảnh mà mình đang tiếp thu đây đó, ví dụ quý vị nhìn hình bản, quý vị thấy những cái hình ảnh này quý vị tiếp thu đây rồi. Nhưng mà khi nhắm mắt lại quý vị không còn thấy cái thực tế nữa, nhưng quý vị có thể hình dung lại được, thì nó gọi là dư ảnh. Quý vị nghe xong rồi, quý vị nhớ biết rồi, nhưng mà quý vị có thể nghe lại cái âm thanh này, nó gọi là dư âm. Tức là những cái này nó có thể tái tạo lại trong tâm của mình. Và khi mà mọi cái việc mà chúng ta tiếp xúc qua ngũ căn xong rồi đó, là chúng ta có khả năng nhớ lại, chúng ta có khả năng hồi tưởng lại, chúng ta có khả năng liên tưởng lại. Thì như vậy là cái hoạt động về cái tâm thức chúng ta nó có khả năng là nó bao trùm luôn năm cái này. Chị thấy rõ chưa? Và nó còn có cái riêng của nó đó, là một mình nó có thể trở về cái quá khứ xa xăm. Và nó có thể đi sâu vào trong cái hiện tại, và nó có cái khả năng nó đi tới tương lai. Vì vậy nó là cái giác quan thứ sáu. Từ cái chỗ này nè, từ cái chỗ cái tâm này nè, mà khi người ta rèn luyện đó, mà những vị đó đắc thần thông, thì cái khả năng của cái tâm này phải nói là vô biên. Nó mạnh vô cùng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có nói câu nè, nó nói câu về tâm nha: lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, đó đây đơn độc một mình, ẩn trong hang sâu, ai mà làm chủ được tâm thì người đó thoát khỏi đau khổ, ai không làm chủ được tâm thì người đó sẽ bị đọa lạc. Cho nên cái câu thứ nhất đó, người ta diễn tả nó có văn hoa một chút: lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu dợi, đó đây đơn độc một mình. Tức là tâm này có thể đi muôn trục, đi từ kiếp này sang kiếp khác, đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đi từ trong những cái điều mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể xúc chạm, cho đến khi nó không cần tất cả những cái đó, nó vẫn biết. Đó là cái năng lực của tâm. Và bất cứ đi đó, đi đây, nó ở bất cứ chỗ nào, nó làm bất cứ việc gì, chỉ có một mình mà thôi, không có cái gì khác hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi tám tâm tham này nó khởi lên một tâm, thì cái tâm này diệt rồi, nó mới cái tâm tham khác, tâm tham khác. Hoặc là tâm thiện này khởi lên rồi thì cái tâm thiện khác mới khởi lên. Hoặc là pháp bất thiện khởi lên rồi pháp thiện mới khởi lên. Hoặc pháp thiện khởi xong rồi pháp bất thiện mới khởi lên. Không bao giờ hai đứa lên sân khấu cùng một lúc. Cho nên mới nói là đó đây đơn độc một mình. Nhưng mà khi nó hoạt động, nếu nó là tâm thiện và thiện trí, thì đó là cái con đường đưa đến cái an vui hạnh phúc, đưa đến sự tiến hóa về tâm linh. Mà nếu nó là con đường tâm tối của những cái pháp mà chúng ta đây do cái vô minh mà chúng ta phạm phải, thì đó là con đường thoái rồi. Nó đi như thế. Thì như vậy khi sống nó tạo tác như vậy, thì khi nó ra đi vẫn đi bằng con đường đó. Cho nên mới nói là cái lộ cận tử này khi nói chấm dứt xong, thì cái lộ tục sinh nó cũng sẽ nối tiếp cái đó mà nó đi lên. Quý vị hiểu này chưa? Cho nên cái lúc mà mình chết á, thì mình có thể bắt cái cảnh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cho nên là mình nói rằng tại sao cái lúc mà cái người thân mình bệnh, bắt đầu mà bệnh hơi nhiều rồi đó, thì trong cái phòng mình dọn sạch hết, không để món gì hết. Cái giường ngủ hay là cái gì đó, chăn chiếu tất cả đều sạch sẽ hết.
Một cái bàn uống nước thì chỉ một chai nước, một ly thôi. Thuốc ngày nào uống thì mới để ra, còn không là cất trong tủ hết. Cực kỳ đơn giản, đèn đuốc sáng trưng. Để chi? Để khi mắt người ta mở ra thì thấy nó rộng rãi, nó thoáng, nó mát, nó sạch sẽ. Đó là một cái cảm giác dễ chịu. Làm đây. Và nó không nhìn thấy tất cả những cái linh tinh để mỗi thứ nó gợi lên một cái sự suy nghĩ. Mỗi thứ nó gợi lại đằng sau, sau lưng của nó là tất cả cái bối cảnh để nó có cái vật thể đó. Nó hình thành như một cái kỷ niệm, như một cái cảm xúc tình cảm nó còn dán vào trong những cái vật dụng đó, dẹp hết. Cho nên thậm chí có những người đó, cái giờ cuối cũng vậy, mai cái đồ mới sạch sẽ đơn giản, giống như mình may cái những cái bộ đồ của người cư sĩ gì đó cho những người này mặc, còn tất cả những cái đồ đời dẹp hết thế. Cái đó là đúng, bởi vì mắt nó sẽ thấy rồi nó sẽ ra đi. Chị hiểu chưa? Dẫu sao người ta mặc cái áo người ta thường đi vào trong chùa, người ta ở vào trong đạo tràng, thì giờ đây ngày ngày người ta thay cái bộ đồ đó ra, nó vẫn hay hơn là những cái bộ đồ người bạn này cho, hay là sinh nhật người này cho, hay là người này tặng, hay là đồ này mua gì, thích cái gì gì. Đằng sau nó là cả một cái bối cảnh để nó gợi nhớ những cái cảm xúc tình cảm, thì người ta cắt đi hết, ta làm cho đơn giản. Mắt thấy rồi tai nghe. Vậy thế. Giờ đây là không phải giờ để đem những cái chuyện thị phi, nhà này nhà khác nhà kia, chuyện người này người nọ trong gia đình để kể cho cái người bệnh nặng nghe nữa. Mà giờ này là cái giờ mình làm thinh, thì chính trong tâm của mình cũng đang hành trì, hoặc mình đang niệm Phật thần, hoặc đang trì kinh thần, hoặc mình đang hành thiền, thì mình ở gần người bệnh. Mình cho cái người thân của mình một cái từ trường bình yên trong cái nội tâm, và cái năng lượng làm chuyện đấy để ta được yên ổn. Như vậy thì mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, thân nếm đều tất cả gợi lên những cái pháp lành cho cái người bệnh, thì cái điều đó rất tốt. Còn nếu không, tất cả những cái sự khiêu gợi của mình đó, nó đều làm cho cái người này đó có những cái cảm xúc tình cảm, nó thành ra cái nghiệp cảm mà nó trôi nổi từ tiền kiếp cho tới bây giờ, thì nó ảnh hưởng cho đến cái lúc cận tử này. Mình tạo đó. Cho nên là trong kinh cũng có nói là một cái vị này xuất gia, mà khi mà hộ cho cái người cha của mình đó, thì cái vị này cái giờ cuối mới đem bông rồi ra để mà dâng cúng Phật, rồi gửi cho cha thấy đây là bông hoa cúng Phật, rồi cho thấy cái sắc y vàng. Thì cái người này trong tâm đang lộn xộn, bây giờ tự nhiên thấy hoa tươi, tự nhiên thấy cái sắc y vàng, thì cái tâm của người này đậm thấm lại. Và cái cách đó là cái cách mà để giúp cho cái lộ cận tử bây giờ ra đi đó, và bắt những cái cảnh nghiệp, hoặc là cảnh nghiệp tướng, hoặc cái cảnh thú tướng, nó tốt đẹp cho người này, để người này đưa đến cực sinh. Thì cái tất cả những cái này nè, thì cái lộ cận tử nó chính là quyết định cho cái tục sinh này. Còn cái tục sinh này đó, thì khi mà nó bắt đầu mà nó tục sinh rồi đó, thì nó 14 hộ kiếp, nó là 5 cái động tóc và 2 cái tầm mót. Thì đây là cái khi người này tục sinh đây. Cận tử nó làm việc xong thì cái tục sinh đây nó là một sát na. Coi đây là một sát na. Thì cái sát na thứ hai đó là nó thành cái tâm hộ kiếp. Sát na thứ ba nó thành tâm hộ kiếp. Tư nó làm tâm hộ kiếp. Và nó hộ kiếp như thế cho đến hết cái cuộc sống, cho đến khi mà cái tâm tử nó phát sanh lại, nó cắt đứt cái sự sống này, thì cái tục sinh nó cũng lại bắt đầu như thế. Đây là đi không ngừng nghỉ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta thấy này, cái chết nó chỉ là một cái vết cắt. Mà sau cái vết cắt đó rồi đó, thì do cái dòng chảy của tâm thức này nè, mà người ta có một cái hình thể phù hợp. Và cái thứ hai nữa, người ta có một cái cảnh giới phù hợp, và người ta có những cái nhân duyên mới phù hợp. Nhớ như vậy. Bây giờ mình có thương, mình có tiếc, mình có khóc lóc, mình có thở than, mình không thay đổi được. Tại sao vậy? Bởi vì người này đi theo nghiệp của mình.
nghiệp tốt, nghiệp xấu tự mình tạo ra. Ta đi với nghiệp của ta, nghiệp tốt, nghiệp xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thật. Thành ra cái còn lại của mình là gì? Cái còn lại của mình, hãy làm điều lành. Hãy làm điều lành, hồi hướng cho cái người đó mà người ta đi trong cái luân hồi của mình. Và chỉ hồi hướng cho những người đi trong luân hồi khổ mà thôi. Chứ còn cái luân hồi tốt này thì cũng như người ta giàu rồi, gạo người ta là chứa 5 bồ, 7 bồ, không có chỗ để hết. Mình có đem lại 1 ký gạo thì muối bỏ biển. Còn chuyện mình làm nó là tình cảm. Cho nên cái chỗ này nói thêm chút là khi mình hồi hướng là phải hồi hướng hết cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng hết cho cửu quyền thất tổ, bên chồng, bên vợ, bên nội, bên ngoại, người hữu danh như người vô danh, hồi hướng hết rồi mới tới cái người mà mình muốn hồi hướng đó. Thành ra khi mình hồi hướng như vậy đó, mà cái người này họ có cái phước rồi, sanh ra làm người hoặc ở cõi trời rồi, người ta không cần tới, thì cái người khác hưởng được. Hoặc là người ta sanh ra làm súc sanh thì cũng không có hưởng được, thì người khác hưởng. Còn sanh trong địa ngục cũng không hưởng được. Sanh trong quỷ khổ, quỷ khổ này có ma nè, có quỷ nè, mà ma quỷ này có một số hưởng được, có số không hưởng được. Rồi cái phần mà Atula đây, Atula cũng có số hưởng được, số hưởng được. Riêng súc sanh không hưởng được, địa ngục, địa ngục không hưởng được. Hai cái này có cái hưởng được, có cái không. Còn làm người, làm người đây hoặc là chư thiên ở đây thì không, không cần nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn làm, bởi vì sao? Vì đó là phước của mình. Và mình hồi hướng, mình chia phước, đó là mình bố thí phước, mình có phước. Mình làm trong đó có cái phần mình là chánh yếu trong đó. Nhưng mà người thân mình tiếp nhận là do cái tình của mình nghĩ tới. Chứ bây giờ mình khóc, mình than, người ta nhận cái này người ta đâu nhận đây. Đã người ta khổ rồi, mình còn gửi cái gánh khổ đến cho người ta thì người ta nhận được đấy. Ta làm gì với cái này? Người ta khóc than không có, không có ích lợi gì cho mình, cũng hoàn toàn không có ích lợi cho cái người đã ra đi. Chúng ta không làm cái gì đâu. Cho nên chúng ta phải đi vào cái con đường làm cái điều lành để hồi hướng cái điều lành, thì cái phước báo nó sẽ có chung thật. Thì như vậy đó, cái người mà khi mà người ta đã đi vào cái con đường tái sanh này rồi đó, thì quý vị thấy không, từ cái tâm quả đi đến tục sanh, thì cái tâm quả này nè, nó đi sẽ đi hết cái kiếp sống. Và như vậy tất cả những gì người ta mang theo tiền kiếp nè, thì bây giờ cái dòng chảy của tiền kiếp đó, nó sẽ âm ỉ ở đây, âm ỉ ở đây, nó kéo dài hết cái cuộc sống. Và chúng ta cứ tưởng rằng cái kiếp sống này là duy nhất của chúng ta, nhưng mà thật sự ra trong thâm sâu đó, nó là cái nền để khi nó bung lên những cái pháp thiện hay những pháp bất thiện, nó đều bung từ trong cái dòng này, nó bung lên. Và khi người ta khảo cứu về cái não đó, thì trong cái não bộ đó là tất cả những cái hiện tượng mà thuộc về đó, cái ngũ căn chúng ta khi mà tiếp xúc với ngũ trần đó, và khi nó báo động, nó đi từng cái đường bước nó báo động, khi đi về tới trung khu thần kinh và đi vào trong cái tâm điểm của não bộ, thì trong cái tâm điểm của não bộ nó có một cái huyệt đạo bí mật ở trong đó. Thì cái huyệt đạo bí mật này thì trong cái từ của tâm lý học hiện đại á, thì nó gọi đó là cái tiềm thức. Mà cái tiềm thức này á, là trong vi diệu pháp á, gọi nó chính là hộ kiếp. Thấy chưa? Nói rồi, nói từ cái tiền kiếp này, nó nằm trong cái tâm quả này. Cho nên tất cả những cái tập khí của chúng ta, dù tốt dù xấu đó, là chúng ta đã trở đi từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và khi mà các căn chúng ta tiếp xúc các trần, để chúng ta có một cái phản ứng, nó thuộc về thiện hay bất thiện này nè, chúng ta đừng vội nghe theo nó, mà chúng ta phải quan sát xem nó là ai. Cái trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời của mình nằm ở chỗ đó,
chúng ta đó dùng cái trí huệ của mình, dùng huệ nhãn của mình để xem xét rằng tất cả những cái tập khí khi chúng ta phản ứng các căn đối với các trần đó, nó là ai? Để chúng ta đọc thấy cái gì nó đã làm nên cái thân phận của mình vậy. Nghe các nhà tâm lý học ta nói nè, tất cả những hành vi lặp đi lặp lại nhiều phía nhiều thứ, nó hình thành nên tính cách của người đó. Và cái tính cách này nó tái lặp đi lái lặp lại, nó hình thành nên số phận của người. Và nó rõ ràng trong cái đạo Phật đó cũng nói như thế, tất cả những gì ý chúng ta khởi lên, khẩu chúng ta khởi lên, thân chúng ta hành nghiệp, tất cả những thứ này nó sẽ lặp đi lặp lại, nó có tính chất quy luật của nó. Và nó lặp đi lặp lại đó chính là cái tâm tánh của mình, là tập khí tốt hoặc tập khí xấu của mình, nó là tâm tánh của mình. Và khi tâm tánh của mình đó, mình phản ứng như thế nào thì nó sẽ hình thành nên cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Như thế không? Hành vi tạo nên tính cách và tính cách tạo nên số phận. Nó chỉ khác có một điều, đạo Phật không nói số phận là tất cả. Bởi vì số phận là gì? Số phận là quả. Quả là không thay đổi được, cho nên mới gọi là số phận. Nhưng đạo Phật nói rằng quả là cái chúng ta đây phải nhận, không thể đổi thay được. Cái số phận nằm chỗ đó. Nhưng mà đích thực chúng ta có ngừng lại chỗ đó là ngừng vào chỗ chết, ngừng vào chỗ bế tắc, ngừng vào chỗ bi quan, ngừng vào chỗ thoái đọa. Mà khi chúng ta tiếp nhận cái quả này nè, chúng ta có thể xử lý cái quả này. Đó là cái mạnh mẽ trong cái kiếp người của chúng ta. Đó là cái sự sáng suốt trong kiếp người của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận cái quả, chúng ta nhận định nó ra, đây là quả thiện, quả bất thiện, và chúng ta xử lý nó. Chúng ta có khả năng xử lý những cái quả này. Và cái khả năng xử lý này nó sẽ hình thành nên cái nghiệp mới của chúng ta. Thành ra chúng ta chở theo cái thân phận của mình, nhưng chúng ta vẫn có thể vượt được thân phận của mình khi chúng ta ý thức rồi. Cho nên có những cái mà cái lòng tham muốn của chúng ta đó, chúng ta không cưỡng nó lại được, nhưng cưỡng được. Còn khi nào chúng ta không cưỡng được, chúng ta nên nhớ rằng một cái công thức rất rõ ràng vậy. Khi nào chúng ta bị những cái đối cảnh này á, mà nó thu hút chúng ta, để chúng ta đó là phải nô lệ nó, là chúng ta đây không cưỡng được. Nhưng một cái người mà cái phước báo thiện và thiện trí trong nhiều đời đó, thì người ta đó sẽ làm nên một cái cuộc chiến thắng, tức làm chủ ở tất cả những cái này. Khi mình làm chủ được là mình chiến thắng. Khi mình không làm chủ được mình bại hoại. Bởi vì con đường của quả là có hấp lực của nghiệp cảm từ nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ khi nào mình thấy ra, mình biết ra, ngừng lại kịp. Đây là một sự thật nha. Có những người, đàn ông cũng vậy mà đàn bà cũng vậy. Đàn bà mà thấy những người đàn ông độc thân không thích, thích những người có vợ, rồi cái thú của họ là phải cướp đoạt chồng người ta mới vui. Đàn ông cũng vậy, thấy đàn bà con gái độc thân không thích, những người nào có chồng hẳn hoi thì thích cái chuyện đó, thích thật sự. Và có những người cái phước báo của họ khởi lên á, thì họ hỏi như thế này: tại sao phải làm cái chuyện xấu xa như vậy, tại sao phải làm khổ mình như vậy? Nhưng họ vẫn không ra được. Còn có những người họ không hỏi như vậy, nhưng họ thấy đó là cái thú vui. Tại vì tài sản của người ta, sự chiến thắng của người ta, bây giờ mình phải cướp cái tài sản đó, mình làm cho kẻ chiến thắng trở thành chiến bại, đó là hạnh phúc của mình. Một cái hạnh phúc máu lửa, một cái hạnh phúc đớn đau. Nhưng đó là loài quỷ dữ, nó phải uống những cái máu tươi đó, nó mới làm nên sự sống của nó. Nó là quỷ dữ mà. Và tại sao nó có cái điều đó? Bởi vì trong nhiều tiền kiếp nó đã làm việc đó mà. Vậy bây giờ nó hình thành một cái thói quen thụ hưởng như vậy. Này quý vị,
Quý vị nhìn nha, đàn ông, đàn bà, con nít, người lớn á, vô trong cái bếp nha, dễ nha. Họ thích lén lén bốc một miếng ăn nó ngon hơn là dọn lên cái bàn. Dọn lên cái bàn đầy đủ dĩ dèo, mời lên có nơi có chỗ ăn nó không có ngon. Một cái thú lén lút, mày thấy chưa? Cho nên cái phạm giới á, đối với những cái kẻ ngu, kẻ ác á, nó có cái hạnh phúc của nó. Đó là hạnh phúc của quỷ dữ, chứ không phải không có. Thành ra khi chúng ta nhận ra tại sao mình có một cái thú vui lạ lùng như vậy, một cái thú vui độc ác như vậy, một cái thú vui tội lỗi như vậy, nhưng vẫn lén lút, vẫn muốn nếm cái đó thì nó mới hạnh phúc. Còn đường đường là chồng là vợ, đường đường là cái người độc thân, mình có thể cưới hỏi người ta đàng hoàng, mình biết người ta là người tốt đẹp, nó không thú vị gì hết. Cũng như ta bài bàn bài cổ lên có nơi có chỗ trang hoàng đẹp đẽ, không thích ăn, thích bốc dưới nồi dưới bếp vậy, vụng trộn vậy đó. Quý vị để ý có những người họ làm phụ việc rất nhiều mình trong nhà đó, tới giờ ăn cái cho họ phần ăn đó, họ hẻo qua hẻo lại họ không ăn. Nhưng mà mình lên nhà trên mình nghỉ ngơi rồi, rồi ở dưới là nó bốc nó hút đủ thứ hết trơn, ăn dữ lắm chứ không phải nó không ăn, nhưng mà nó hẻo đó. Là tại vì sao? Vì cái thú vui của nó là như vậy mà nó thích như vậy đó. Cho nên khi mình hiểu vậy, mình hiểu gì? Đây là một cái tập khí xấu mà cái giới tà dâm đã phạm nhiều lắm rồi. Nếu bây giờ không tỉnh lại mà phạm nữa thì cái con đường này, cái con đường đọa này có thể tới địa ngục, còn chứ không phải đơn giản. Cái gì cứ dở những cái tài liệu mà khi mà nói về cái địa ngục á, mà trong đó có địa ngục cho những người tà dâm á, cái gì mới thấy hãi hùng. Mà cái đó tà dâm đó chưa có sát sanh đâu. Nếu mà tà dâm đó mà sát sanh thì đã đưa xuống địa ngục. Thành ra những cái chỗ nào đó mà trong cái địa ngục, cái chỗ nào mà cái ngục nào mà để nướng đỏ lên, có những cái cột đồng này để tuột lên tuột xuống trong cái chỗ mà cái cột đồng đỏ nung lên rồi đỏ rồi nó tuột lên tuột xuống ha. Hoặc là lửa cháy dầu sôi người đổ vô là cái gian phu với dâm phụ nó có cái chỗ đó. Vì cái hạnh phúc của nó chỉ thỏa mãn khi mà nó làm cho người khác đau khổ. Nó giống như là nó hưởng cái hạnh phúc khi nó nằm trên chăn im niệm ấm, nhưng mà dưới này lửa nó cứ nung lên. Đó là cái lửa đau khổ của kẻ bị phụ tình. Người đó có thể là người vợ, người đó có thể là các con, người đó có thể là cha mẹ của những người nạn nhân đó, người đó có thể là người chồng, người đó có thể là gia đình của chồng, người đó có thể là con cái. Người ta bị đau khổ dằn vặt vậy thì những người đó khi họ rơi vào trong cái tà dâm, họ đi vào cái chỗ đó. Ngày hôm nay mình biết được rồi thì mình có nên hưởng cái thú vui của quỷ ác không? Và cái đó làm sao dừng lại được khi nó thuộc về nghiệp cảm. Và thế gian này ai cũng muốn thọ hưởng cái dục lạc hết. Mà cái dục lạc của mình nó trái khoái vậy thì làm sao? Dục lạc nó trái khoái mà, thì mình mới hiểu rằng tất cả những cái trái khoái mà đưa đến người ta đau khổ đó, nó nằm trong cái tội ác của quỷ. Ông nội mà hiếp dâm cháu, cha mà hiếp dâm con, nó là thú vui của quỷ mà, đâu phải thú vui của con người đâu. Tất cả những người lớn ấu dâm đều là thú vui của quỷ mà, đâu phải thú vui của con người. Nó không phải. Bởi vì cái mục đích của cái chuyện quan hệ nam nữ là thứ nhất là để thể hiện cái sự gắn bó thương yêu nhau, sau nữa là để có con cái. Nó mang cái trách nhiệm mà nó gọi là nối dòng mà. Nó có cái nhiệm vụ cái sinh sản để nối dòng của loài người mà. Còn khi nó đi ra khỏi những cái đó, nó đều là tà dâm hết. Mà khi nó đi trái khoái thì nó là cái ác độc trong cái tâm của quỷ. Và cái hạnh phúc của quỷ bao giờ đó cũng phải hưởng đến sự thống khổ của người khác. Kể cả khi
những cái hạnh phúc đó diễn ra đó, nó thống khổ từ trong thể xác của nó vẫn làm, bởi vì đó là một cái thú vui trái khoái của quỷ ở trong tâm. Và khi thân hoại mạng chung, con đường của quỷ là con đường nó tái sanh. Cho nên tất cả những gì nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đây, nó đều chở theo một cái quá khứ của tiền kiếp. Và chúng ta đây khi mà nó hiển lộ ra, công việc của chúng ta hãy thấy biết, để chúng ta không có bị những cái tập khí này nè nó chi phối, nó chỉ huy, và nó biến chúng ta đây thành nô lệ. Nếu như vậy chúng ta mất cái phước làm người. Cái phước làm người của chúng ta là hãy thấy biết nó, và hãy kiểm tra nó, hãy điều khiển nó. Và Đức Phật nói rằng khi chúng ta làm công việc đó, chúng ta là người xà ít giỏi. Chúng ta lái, chúng ta đánh cái xe ngựa mà có tới hai con ngựa rồi. Một cái con ngựa trắng và con ngựa đen đây. Cái người xà ít giỏi là cái người làm cho hai con ngựa này đó là nó đi nước kiệu, tức là nó không có nhảy lên quá trớn, nó cứ đi như thế. Và mình cầm cương như thế thì mình đi đến nơi về đến chỗ. Chúng ta là người sợ ít đây, là chúng ta sử dụng cái huệ nhãn của mình đây, là chúng ta đang chánh niệm đây, chúng ta hiểu rõ, thấy rõ một cách sáng suốt đây, là tỉnh giác đây. Chúng ta đi con đường chánh niệm tỉnh giác, chính là chúng ta làm cho sáng lên cái huệ nhãn của mình, tức là cái thiện trí của mình, để soi sáng vào trong cái tập khí của mình. Đó là cái trách nhiệm lớn nhất khi làm người của chúng ta, và đó cũng là cái lý tưởng cao quý nhất khi chúng ta làm người. Và đây là thánh sản của chúng ta cũng nằm ở chỗ này. Còn không, tất cả cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta lao theo con đường của tục sản. Có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có tài sản, có tiền bạc. Rồi từ những cái đó chúng ta tạo những cái mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, trong xã hội, vân vân, cũng bằng những cái tục sản mà chúng ta lao tâm khổ trí để thành tựu. Mà chúng ta không nghĩ tới cái tài sản lớn nhất của mình, chính là cái huệ nhãn của mình đây, chính là cái thiện trí của mình đây, chính là cái mình soi sáng hết đây. Và soi sáng này mình mới nhận thấy rằng chúng ta có mặt trong đời này, chúng ta đóng có một vai diễn trong một cái vở tuồng đời. Và tất cả những người diễn viên mà diễn chung trên sân khấu của chúng ta đây đó là ruộng phước của mình. Chúng ta chỉ đóng chung một vai diễn thôi. Chúng ta đóng vai người chồng, chúng ta đóng vai người vợ, chúng ta đóng vai người con, chúng ta đóng vai người em, chúng ta đóng vai người anh, chúng ta đóng vai ông chủ, chúng ta đóng vai người làm công. Những cái vai trò mà chúng ta có trong cái cuộc đời này, trong gia đình, trong xã hội chúng ta, nó một cái vở diễn trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta muốn làm một cái nhân vật chánh diện hay làm nhân vật phản diện, hãy soi cho rõ. Còn nếu chúng ta không soi cho rõ thì chúng ta thấy sân khấu là tất cả cuộc đời của mình. Không đâu, sân khấu là chỉ để diễn. Và chúng ta diễn trong cái thế gian này rồi chúng ta ra đi mà. Rồi chúng ta phải xuống sân khấu mà. Rồi chúng ta lại đi một cái cuộc đời khác, chúng ta đóng những cái vở diễn khác. Hãy hỏi mình đang đóng cái vai gì. Mình làm vợ đây, mình làm chồng đây, mình làm con đây, mình làm cha đây, mình làm người đây, mình làm gì để mà giữ được cái thân phận làm người. Mình làm người để mình có thể trở lại làm người, hoặc là có phước báo thành chư thiên, hay để không còn làm người mà phải tái sanh xuống những cái cõi khổ này đây. Tất cả là khi chúng ta đó đã làm những cái việc làm tổn thương mình và làm tổn thương người khác, chúng ta đây là quỷ dữ mà chúng ta không có nhận ra. Thành ra đừng có nuôi dưỡng những cái cảm xúc rằng thấy người đàn ông có vợ là thích, đàn ông không có vợ là không thích. Không biết tại sao, phải biết tại sao, nó là quả của tà dâm. Thấy đàn bà độc thân không thích mà thích những người đàn bà có chồng để cướp giật trên tay người ta, hãy hiểu đây là tà dâm tiếp nối tà dâm. Và cái con đường mà đọa lạc là con đường nó mở cửa rất là rộng để mình xuống đó. Cho nên phải thấy tất cả những cảm xúc, trong đó chứa những cảm thọ,
và phải nhận ra nó là nghiệp cảm, nó đi trong dòng nghiệp thiện hay dòng nghiệp bất thiện, phải thấy được. Trách nhiệm của chúng ta đối với đời mình là như vậy đó. Chứ không phải rằng nay cho nó mặc cái áo này, mai cái áo kia, đâu dép nọ, cái quần nọ, ăn tiệm này, tiệm kia, tiệm nọ, thỏa mãn cái này, thỏa mãn cái nọ, nhìn lại chỉ trong cái châu thân này thôi. Và khi cái châu thân này nó bị hủy hoại do bệnh, do già, do hư hỏng, còn gì để hưởng thụ nữa? Còn cái gì? Còn sự tiếc nối. Tất cả nó nằm trong tâm mà. Nhiều lần sư cô đã giảng rồi, tất cả cảm thọ nằm trong tâm. Đây, xúc thọ đây, nằm trong tâm mà. Có nằm trong cái thân này đâu, có nằm trong sắc pháp đâu, không nằm trong đó. Nhưng chúng ta đã hiểu lệch một chút, hiểu lệch một chút, chúng ta chỉ thấy thân này, chúng ta chỉ thấy tất cả những gì chúng ta có trong đời này là thực tế, là tất cả cuộc đời của ta. Không, nó là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Bởi vì nó là cái nhu cầu cần thiết cho cái đời sống thế gian của chúng ta, nhưng nó không đủ để mang tới hạnh phúc, nó không đủ để đưa đến sự tiến hóa về tâm linh. Điều kiện đủ của nó nằm ở trong tâm linh này. Chúng ta cứ tưởng tâm linh là đời sống của ma quỷ, của thế giới nào đó. Thưa quý vị, tâm linh là cái đời sống nội tâm của mình trước, là tình cảm, cảm xúc của mình trước. Và khi mình chết rồi, nó luân hồi trong 31 cõi, thì nó là tâm linh của những cái chúng sanh trong thế giới khác, cũng là đời sống nội tâm thôi, cũng là tình cảm, cảm xúc thôi, đâu có đi ra ngoài cái chỗ đó được. Tại vì chúng ta học hỏi về tâm, chúng ta hiểu biết về tâm, để chúng ta thấy tâm hình thành nên cái tính cách của mình, hình thành nên tập khí của mình. Tâm đưa mình đi đến pháp thiện, tâm đưa mình đi đến pháp bất thiện. Tâm đưa mình đi đến an vui, tâm đưa mình đi đến đau khổ, và chính tâm đưa mình đi đến tái sanh. Và như vậy khi mà chúng ta tiếp nhận bằng cái lộ ngũ, thì cái giờ cận tử chúng ta cũng ra đi bằng lộ ngũ. Khi chúng ta sống, chúng ta có lộ ý, lộ ý hoạt động ngày đêm trong tâm thân, trong tâm của chúng ta, thì cái giờ ra đi chúng ta vẫn tiếp nhận bằng lộ ý. Các căn hoại rời, không nghe, không thấy, không biết, không nếm, không ngửi, không gì hết, nhưng tâm ý vẫn còn. Tâm ý vẫn còn, nó có thể trạo lại cảnh cũ để nó nhớ cảnh cũ mà nó ra đi. Tâm thức có thể tạo ra cảnh mới để tạo cảnh mới mà ra đi. Vì thế nó không đi ra khỏi cái con đường của cái lộ ngũ, và không đi ra khỏi con đường của lộ ý. Thấy rõ vậy chứ? Cho nên mới nói là mình phải nuôi dưỡng cái tâm mình, mình phải giữ gìn cái tâm của mình, giữ gìn cho nó tâm sáng, để mình thấy cái gì nó sai mình nói không được rồi nha, không có tiếp tới, không có tiến nữa. Còn nếu mình tiến tới hoài, ai khổ? Mình khổ. Quý vị hãy nhớ nè, tất cả những cái cảm thọ diễn ra trong tâm trước, và khi trong tâm như vậy á, là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hệ thần kinh. Những hệ thần kinh nó làm rúng động từng các cái bộ phận. Bộ phận nào nhạy cảm nó sẽ rúng động nhiều hơn. Và chúng ta cứ ngỡ rằng đó là cái thao thức của thân. Sư cô cố ý dùng cái chữ thao thức, bởi vì thân không có thao thức. Thao thức nằm trong tâm. Khi nói đòi hỏi của thân, thân không có đòi hỏi. Đòi hỏi nằm trong tâm, nhưng nó ảnh hưởng tới thân. Chúng ta ngỡ rằng là thân, không, nó nằm trong tâm. Ngay cái cảm thọ đói cũng nằm trong tâm. Vì khi cái cơ thể chúng ta nó hết thức ăn, nó kiệt quệ thì nó báo động lên não. Thì chúng ta biết rằng đói, cảm thọ, tất cả nằm trong tâm. Và đây không phải là duy tâm đâu. Khi chúng ta nói tất cả là tâm, không có nghĩa là duy tâm. Tại sao không có nghĩa là duy tâm? Tại vì tâm nó cũng có những cái điều kiện để tạo lên nó. Và khi nó xuất hiện rồi, nó cũng có những cái điều kiện nuôi dưỡng, hoặc những cái điều kiện hủy hoại nó. Cho nên chúng ta không có duy tâm. Không có. Tất cả đều phát sinh có điều kiện. Tất cả ra đi và hủy hoại đều có điều kiện.
Điều kiện nào thì nó phát sinh, điều kiện nào nó biến mất. Tâm thiện chúng ta phát sinh có điều kiện, tâm bất thiện phát sinh có điều kiện. Bởi vì chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải vươn lên. Cái sự học hỏi, tri văn, tri tư, tri tu là những cái điều kiện để phát triển về cái đời sống tâm linh của chúng ta. Tất cả đều phải có điều kiện hết. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu thế này: tất cả đau khổ của chúng ta đều có thể ra đi được khi chúng ta thay đổi, khi chúng ta hiểu biết và chúng ta không bám cứng vào cái nhân tố kích thích nên sự đau khổ của chúng ta. Đây là A, đây là B. Người này nè, kích thích nên sự đau khổ của chúng ta. Họ tấn công vào, họ làm cho chúng ta đau khổ. Và ngược lại thì chúng ta, do chúng ta bực tức, chúng ta khó chịu, chúng ta thù hận họ, thì chúng ta cũng bám dính lại đi. Và cái hình ảnh người này trở thành một cái mối ám ảnh, và nó tạo nên sự đau khổ. Chứ đâu phải chỉ có yêu thương nó dính vào. Có một cái người họ nói họ nhức đầu quá, ngủ không có được, mà lúc nào cũng có một cái trạng thái kiệt sức hết. Khi đến một cái nhà tâm lý học, mà cái người này nó có một cái khả năng rất là sâu đó, là nó có thể nhìn được cái ánh sáng nơi người này phát ra. Thì khi mà cái người này đó đến với một cái trạng thái bệnh về thể chất và cái tinh thần thì nó tâm tối vậy đó, thì giữa hai bên mới ngồi, cái người thầy thuốc thì nghe cái người bệnh nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện như vậy đó thì dần dần cái người thầy thuốc người ta thấy rồi, thì hóa ra rằng cái người này đã có một người chồng, sanh ba đứa con, hai người làm ăn chung với nhau. Thì cuối cùng cái người vợ này mới khám phá ra rằng đó, cái chuyện làm ăn thì có, mà cái lợi tức mang về đó thì nó càng ngày nó hao hụt nhiều, đổ nợ ra. Thì hóa ra cái ông này ông đã có cái người vợ khác và ông chuyển cái tài sản về đây. Và bây giờ khi mà bà ấy phát hiện ra thì ông đánh đập, ông đánh đập, đánh mẹ con luôn, và ông đuổi ra khỏi nhà luôn, và về ông lấy hết tài sản. Thì cái người này hận, mà hận cứ nói là ông sẽ đánh, mà bất cứ chỗ nào gặp đâu là đánh đó. Cho nên vừa hận mà vừa sợ, cho đến đổi cái hình ảnh của người này nè trở thành một cái ám ảnh. Hãy mà nhớ tới cái người này đó mà lòng thù hận nó khởi lên là nó bủng rủng tay chân hết, là nhức đầu không có ngủ được. Tâm của mình, những cái cảm thọ này nó làm cho mình bị bệnh hoạn, bị đau khổ. Cái cảm thọ của mình nhớ như vậy nha, nhớ như vậy. Còn cái chuyện người ta bạc ác với mình, người ta đối xử tồi tệ với mình, đó là người ta đang gieo xuống sự đau khổ cho chính người ta. Mà bản thân mình hãy nhìn cái người mà đối xử với mình đó, để biết rằng chính mình cũng đã làm như vậy rồi, với ai đó không biết. Còn nếu không đó, cái hận thù này nó sẽ làm cho mình tự hủy hoại mình. Cái chuyện này mình không có chấp nhận đâu, mình không có chấp nhận đâu. Tại vì mình thấy vậy nè, từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ làm điều đó. Đúng như vậy, mình nói thật, và thật sự mình đã sống như vậy, đúng như vậy. Nhưng cái này nó đi từ trong tiền kiếp mà, nó đi nơi đây mà. Nếu nó không đi nơi đây, mình đâu có ưng người đó làm chồng. Nó phải có một cái nối cái nghiệp cảm nữa, do mình thấy cái người đó, do mình nghe cái người đó nói, thấy không? Do sự xúc chạm, do tất cả mọi thứ mới có ba đứa con. Nó nói mà, cái gì? Nó nói. Đến lúc nào đó thì cái quả này nó mới trổ sẵn. Mình nhìn không ra, mình nhìn không ra cho nên mình mới đau khổ, mình mới hận thù, rồi mình mới bệnh. Rồi cái bệnh như vậy, nhìn con nheo nhóc, hận nữa, bệnh nữa, gỡ không ra. Gỡ không ra vì mình không bao giờ chấp nhận cái hình ảnh tồi tệ này chính là hình ảnh mình đã hành xử như vậy. Mình không chấp nhận được, không bao giờ có thể chấp nhận được. Nếu như mình không biết
rằng là mình đã tạo tác từ vô lượng kiếp cho tới kiếp này, nó đi trong cái tâm quả cực sinh của mình đây, và hộ kiếp này nó đang diễn ra ngày đêm trong suốt cái kiếp sống này để mà nó nối kết ở đây. Không có thể nào khác hơn. Dẫu cho mình biết hay là mình không biết, nó vẫn diễn ra như thế. Nếu mình biết mình thoát, mình không biết mình thoát. Nhưng khó chấp nhận là cái gì? Mình học mình hiểu là một lẽ. Còn cái chuyện mình chấp nhận á, là phước lớn lắm mới chấp nhận được. Còn không á, mà nghe người khác nói vậy là giận lắm. Thấy không? Nó đã xấu như vậy mà nói tôi còn xấu hơn nữa, sao tôi chấp nhận được? Nói chuyện trái lỗ tai, nói chuyện nghe không được, vậy mà cũng nói nhân quả. Nhân quả của mấy người nói tầm bậy chứ nhân quả làm gì có cái chuyện đó. Người ta chỉ thấy một hiện kiếp mà. Chỉ thấy chứ. Đang có thể thấy rồi. Nè quý vị, nếu không có nhân quả, tại sao một cái người mà như Đức Phật là đấng toàn giác rồi, 32 tướng tốt mà, 80 vẻ đẹp mà, mà trí tuệ là khắp chư thiên và loài người không có ai bằng mà, 31 cõi là sáng ngời mà. Tại sao có một người anh em trong hoàng tộc, tại sao có người học trò giỏi như vậy mà nó giết mình? Thì nói đi. Bây giờ mà quý vị nghe người ta, người A này chửi người B, mà nói chắc B cũng làm diện A nó mới chửi chứ, có lửa mới có khói chứ, làm sao mà nó chửi được, làm sao nó đánh nó giết được khi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đấng toàn giác của mình làm gì đâu, quý vị nói đi. Hiện kiếp đâu có làm gì, đúng không? Hiện kiếp là một vị Phật mà đâu có làm gì. Nhưng mà tiền kiếp thì để thấy rõ chưa? Chứ không phải cứ cái đời này á mà người A mà chửi người B là người B có tội. Không phải, chỉ không phải là có tội trong hiện kiếp. Có khi có tội trong hiện kiếp, nhưng mà có khi nó có tội trong cái tiền kiếp. Mình không hiểu được cái nhân quả của người ta đâu. Và tự người ta chiêu cảm với nhau để mà đến mà. Người ta chiêu cảm với nhau là người ta đến. Đó, chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta hiểu vậy. Đây, cái dòng tâm thức của chúng ta nó chảy luôn mà nó mang cái dòng nghiệp này đây đây. Và bây giờ nó có cái mới thì nó chỉ là tăng thêm cái phần thiện hoặc tăng thêm cái phần bất thiện. Nó chỉ có bao nhiêu đó mà nó đi hoài, nó đi hoài, nó đi hoài. Cái mà chúng ta thoát ra là cái nằm ở đây. Nhớ vậy nhé. Cái chánh niệm và cái tỉnh giác này chính là cái chúng ta giải thoát từng sát na đây. Cho nên nó nói mình tu là giải thoát. Đâu phải vui là giải thoát mà buồn là không giải thoát. Không phải, ở chỗ đây nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ, sáng suốt, không sai lầm là chúng ta thoát. Thì đau khổ gì, bất hạnh gì chúng ta cũng có thể ra được thôi. Và nhớ là không phải hiện kiếp chúng ta gieo gì gặt đó. Gieo hạt giống rau muống 10 ngày ăn được, đu đủ 10 ngày chưa ăn được, măng cục 10 ngày chưa ăn được, sầu riêng 10 ngày chưa ăn được. Nhớ vậy. Có những cái đời này chúng ta làm tốt chưa hưởng, nhưng không mất. Những cái gì chúng ta làm không tốt, nó trổ sanh là chuyện của nó, và nó đến với mình là chuyện của nó. Mình không có đuổi nó đi được, bởi nó là quả của mình mà. Nó quả mình nó mới sanh làm con của mình chứ. Nó quả của mình nó sanh làm cháu của mình chứ. Nó quả của mình cho nên người đó mới cha mẹ anh em của mình chứ. Nó quả của mình cho mình mới làm công ty của nó chứ. Nhưng chúng ta ứng xử được. Và chúng ta ứng xử bằng con đường thiện được. Và khi chúng ta ứng xử bằng con đường thiện là chúng ta thoát. Thì rõ này chứ. Đâu từ chối được. Và chính vì chúng ta ứng xử bằng con đường thiện mà chúng ta có trí tuệ, cho nên chúng ta biết làm những cái vắt ngang. Khi mà thấy xung đột quá, chúng ta tách ra. Chứ chúng ta không sát lại. Thấy cái người nào xấu quá, chúng ta tách ra. Đừng có ảo ảnh. Đừng có ảo ảnh là chúng ta cãi quá họ được.
Đừng có ảo ảnh rằng chúng ta đối xử tốt thì họ sẽ tốt lại. Chuyện đó Phật làm có cay được, có cay không. Thấy chưa? Có cái không đó là quý vị thấy không? Ngăn cho cái người cháu ngoại của dòng họ thích là một phương tử, thấy không? Đừng có tạo ác nghiệp để bên dòng họ thích không bị giết chết, mà bản thân của người này không chết trong hải hùng. Ngăn cho cái tốt của hai bên không làm được, vì quả nghiệp quá nặng, thấy không? Cho nên dòng họ thích bị tàn sát. Và người này khi mà lui binh trở về bên cái xứ của mình đó, thì đến cái dòng sông đó, đóng quân dưới dòng, ngay cái bờ sông đó. Và đêm đó, đó thì kiến nó ở nơi cái bãi cát rất nhiều. Những người bị kiến cắn đó, thì bỏ cái chỗ nằm mát đó, đi leo lên cây lên bờ mà ở. Còn cái người không bị kiến cắn thì ngủ lại. Đêm đó mưa bão giông lên chạy không kịp, thì những người bị kiến cắn còn sống, còn những người không bị kiến cắn thì nó cuốn đi mất. Trong đó có ông vua, ngăn không được. Cho nên đừng ngạo ảnh. Mình tốt hơn hết có cái giấc ngăn. Mình thấy mình kham không nổi, 36 trước dĩ đào di thiện sách, trốn. Chưa? Trốn thôi, đâu có cách gì đâu. Trốn mà không có cái ý xấu với người ta. Còn trốn mà có ý xấu với người ta là giận nói. Yeah. Trốn là bởi vì nói vậy, thôi sức mình không có chịu nổi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi nó ghê quá mình làm nổi thôi tránh. Nhưng mà mô Phật cầu cho nó đừng làm chuyện bậy bạ đó được. Chứ mà mình chửi nó một tràng là dính luôn, mình kết tội nó một tràng là dính luôn, mà mình sợ nó cũng dính luôn. Mình chỉ có nói là mình không kham nổi thì mình rút lui, nhưng mà cái phước báo mình làm ra được, cái điều gì tốt mình hồi hướng cho nó, mình cầu nguyện cho nó sáng suốt vậy thôi thì mình thoát. Còn không, nó không dính đường này, nó dính cái đường kia, nó khó lắm. Hiểu. Thì như vậy chúng ta trở lại cái chuyện của mình. Sống cũng, tâm thức cũng hoạt động bằng lộ ngũ và lộ ý. Chết thì tâm thức cũng hoạt động bằng lộ ngũ và lộ ý. Và khi nó tục sinh thì nó lại bắt đầu, nó hoạt động. Cái tâm tục sinh vừa khởi sanh thì cái hộ kiếp nó đi liền 14 cái hộ kiếp. 14 cái. 14 cái. Rồi sau đó thì thấy nó cộng 5 cái tâm động tốc. 5 cái tâm động tốc đấy, nó cộng liền 5 cái rồi đây 14, xong nó cộng với 5. 5 cái động tốc đi đấy. 5 động tốc này gì? Là nó đã tạo tác được rồi. Và nó còn cộng thêm 2 cái tâm mót nữa. Tức là hai cái tâm mốt này nó sẽ làm mạnh hơn thêm nữa. Thì như vậy cái hoạt động của nó trong cái lộ tục sinh này, nó cứ thế nó tiếp tục cái dòng sống của nó. Thì sau đó cái này nó lại trở về với cái hộ kiếp của nó nữa. Bây giờ đây hộ kiếp của nó tiếp tục hộ kiếp. Rồi lại tiếp tục cái dòng sinh hoạt của nó cứ thế nó làm một. Thì vậy sự sống nó bắt đầu từ cái sát na, mà cái thần thức nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ thì nó đậu cái thai bào, thì bắt đầu cái tâm thức nó hoạt động suốt luôn. Và cái tâm tục sinh này nó cứ tiếp tục cái sự sống của nó, và nó chở theo cả cái luồng nghiệp này, nó hình thành nên cái kiếp sống mới. Thì cái kiếp sống mới này là nó nối dài cái nghiệp của kiếp sống cũ, nó chỉ có thay đổi cái hình thể mà thôi, nó thay đổi cái cõi mà thôi. Còn cái dòng tâm thức này nó vẫn trôi chạy. Và cái sự thay đổi chỉ có thể có được khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng, và nhìn thấy trong sự sáng suốt của nó thì chúng ta biết nên dừng lại những cái xấu và tăng trưởng những cái tốt. Công thức rất dễ, không có gì khó cả, nhưng cái quan trọng là chúng ta thấy biết trong tâm của mình không. Và nhớ một điều này,
Đây là một cái kinh nghiệm trong khi chúng ta thực hành. Cái kinh nghiệm đó là khi chúng ta thấy biết đầu tiên thì cái đó chính xác. Nhưng bắt đầu khi mà chúng ta dùng cái lý luận để chúng ta cải lại cái thấy biết của mình, thì cái lúc đó chúng ta cải bằng cái tâm tham hoặc cải bằng tâm sân. Nhớ gì vậy? Cho nên phải tiếp tục sự thấy biết, tiếp tục cái sự chánh niệm này, chứ không phải dùng lý luận. Khi chúng ta dùng lý luận cái chỗ này thì chúng ta sai. Rồi cái đời sống mà sau khi mà cái tâm tục sinh nó làm việc không thì nó cứ đi như thế, nó đi như là trước đây nó đã từng sống như thế. Dẫu bất cứ trong cái hình hài nào thì nó vẫn là những cái hoạt động của cái dòng thiện và dòng bất thiện thôi. Và chỉ có kiếp người của chúng ta mới có được cái huệ nhãn này. Và khi chúng ta mất kiếp người khó lắm. Ngay cả những cái người mà thiện này nè, họ giữ được năm giới nha, và họ làm điều thiện rất nhiều, họ tái sanh làm những chư thiên nhỏ trên cái cõi trời. Nhưng nếu mà họ thiếu cái trí này, họ vẫn đọa. Họ vẫn đọa bởi vì sao? Vì họ không có thể nhìn ra được những cái này thấu đáo. Cái huệ nhãn của họ không nhìn ra thấu đáo. Cái chánh niệm của họ không có nhiều, sự tỉnh giác của họ không sâu, thì họ vẫn bị trôi lăn trong cái dòng nghiệp của mình, nhất là những dòng nghiệp xấu. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để mà nhìn ra tất cả những gì đang diễn ra trong tâm chúng ta. Và tâm chúng ta chưa thể là bạn của mình. Bạn của mình chính là đây. Bạn của mình chính là chánh niệm. Bạn của mình chính là tỉnh giác. Còn ngoài ra chúng ta phải xem xét lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.